Ok, xin chào tất cả các anh chị mình có mặt trong buổi tối ngày hôm nay các anh chị nha. Không biết là cả nhà mình đã ăn cơm chưa ạ? Cả nhà mình đã ăn cơm và cả nhà mình đã có những cái sự chuẩn bị sẵn sàng trong buổi tối ngày hôm nay chưa các anh chị? Xin phép là Hằng giới thiệu với các anh chị một tí xíu về bản thân của mình ha. Thì hiện tại là mình đang là đối tác kinh doanh online của Shopee. Đồng thời Hằng trước đây Hằng cũng đang làm một cái vị trí là quản lý kinh doanh các anh chị. Quản lý kinh doanh của một số công ty và sau đó khoảng một thời gian thì Hằng có mở kinh doanh riêng, Hằng có làm chủ một số công ty cũng như là làm một số cái hoạt động kinh doanh riêng của mình như là kinh doanh online, kinh doanh bất động sản và cũng có mở văn phòng kinh doanh truyền thống riêng luôn các anh chị. Tuy nhiên là một thời gian gần đây ấy, thì Hằng đã sau khi mà được dịch đó các anh chị thì Hằng cũng đã dành rất là nhiều những cái thời gian để mà tìm hiểu đến Shopee và đồng thời là mình đã là một trong những đối tác gọi là có kết quả kinh doanh xuất sắc nhất tại Shopee. Đến bây giờ thì Hằng hợp tác với Shopee được khoảng 4 năm rồi các anh chị và bây giờ là Hằng là một trong ba đối tác kinh doanh có cái kết quả doanh thu tốt nhất toàn 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 quốc và đồng thời là hiện tại là mình cũng đang có Hằng nhờ host một tí xíu là các anh chị hạ tay của những cái anh chị mà đang giơ tay giúp Hằng nha. Chắc các anh chị bấm nhầm á. Ok. Rồi, thì các anh chị mình sẽ giúp cho Hằng là mình sẽ tương tác thật nhiều lên cái phần khung chat và đồng thời là mình sẽ có những cái hoạt động là mình sẽ yêu cầu Hằng có một cái yêu cầu phòng Zoom như thế này các anh chị ha, là mình sẽ tương tác lên phần khung chat một cách là tích cực các anh chị ha, không dùng những cái từ ngữ không có văn minh mất lịch sự để lên phần khung chat để mình tôn trọng diễn giả và tôn trọng tất cả những anh chị đang học trong buổi học đầu tiên ngày hôm nay. Điều thứ hai đó là các anh chị mình ở sau á, thì mình có thể đổi cái hình nền hoặc là các anh chị mình sẽ chọn một cái góc nào đó mình ngồi thật là yên tĩnh và mình cái video của mình nếu mình không tiện á, thì mình tắt camera cũng được, không cần các anh chị phải bật cam, được chưa? Yêu cầu phòng Zoom chỉ cần là các anh chị là tập trung nghe và mình có một cuốn sổ mình ghi chép lại cái nội dung buổi học ngày hôm nay thôi các anh chị. Còn ngoài ra thì các anh chị mình không cần phải bật camera nếu các anh chị đang bận. Hoặc nếu như các anh chị đã bật camera thì vui lòng các anh chị thấy Hằng mặc vest, mặc áo sơ mi, mặc đồ rất là chỉnh chu chứ không mình đừng có cởi trần hay là mình đừng có không mặc đồ nha các anh chị, sơ hở là lộ ngay các anh chị nha. Nên là lưu ý giúp cho Hằng là mình đã mở camera thì mình phải nghiêm túc, mình tôn trọng. Đây giống như chúng ta đang có một cái cuộc meeting, cuộc họp mặt các anh chị nhá. Rồi thứ ba nữa là các anh chị Hằng sẽ yêu cầu các anh chị sẽ có một cái cuốn sổ để mình ghi chép toàn bộ những cái nội dung mà ngày hôm nay Hằng sẽ chia sẻ với các anh chị. Và cuối cùng á, là Hằng cũng xin phép là Hằng chia sẻ với các anh chị một chút xíu về cái bản thân của mình. Lúc nãy thì có một số anh chị vào hơi muộn một tí cho nên Hằng cũng chưa có kịp chia sẻ bản thân của mình là hiện tại mình đang là đối tác kinh doanh online của Shopee và đến bây giờ thì mình là một trong ba người có kết quả kinh doanh xuất sắc và tốt nhất tại Shopee nên ngày hôm nay Hằng rất vinh dự được ngồi đây để mà đại diện cho Shopee chia sẻ lại cho tất cả các anh chị về một số cái kinh nghiệm của mình trong suốt 4 năm vừa qua mình hợp tác cùng với Shopee và một số cái kiến thức cũng như là một số cái ban đầu khởi đầu cho các anh chị để các anh chị hiểu rõ hơn về đối tác kinh doanh của mình. Nếu như các anh chị không thực sự là các anh chị quan tâm thì ngày hôm nay các anh chị đã không ngồi ở đây để mà tìm hiểu đúng không ạ? Cho nên là các anh chị mình hãy comment lên phần khung chat rằng là dạ mình đã sẵn sàng và mình đã sẵn sàng sổ bút, mình đã sẵn sàng để mình có thể nghe cái nội dung chia sẻ của Hằng ngày hôm nay. Nếu như các anh chị thực sự là nghiêm túc và các anh chị mong muốn tìm hiểu một cái kinh doanh mà nó giúp cho các anh chị thay đổi cái thu nhập hiện tại, thay đổi cuộc sống của mình và thay đổi luôn tất cả những cái gì mà mình đang mong muốn thì mình sẽ mình comment lên phần chat mình sẵn sàng và cái nội dung ngày hôm nay thì nó sẽ dao động khoảng tầm độ 1 tiếng 15 phút cho nên các anh chị cố gắng ở đến khoảng tầm 9:30 giúp cho Hằng được không ạ? Mình đừng rời Zoom đi đâu hết bởi vì Hằng có một món quà rất lớn dành cho tất cả các anh chị đến cuối chương trình, một món quà rất đặc biệt, một cái ưu đãi tuyệt vời nhất dành cho tất cả những anh chị tham gia trong buổi Zoom ngày hôm nay. Cho nên nếu như anh chị nào mình dạ, là mình ở đến cuối chương trình và khoảng tầm 9:30 thì các anh chị không có rời Zoom nha. Cố gắng nghe hết từ đầu đến cuối các anh chị thì các anh chị sẽ có được một cái phần ưu đãi rất là tuyệt vời Hằng sẽ dành tặng cho tất cả các anh chị sẵn sàng chưa ạ? Rồi ok, rất là vui. Không biết là ở đây có ai là người Đà Nẵng giống Hằng không ạ? Người miền Trung các anh chị, Hằng là người miền Trung nhưng mà Hằng hiện tại đang ở thành phố Hồ Chí Minh và đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ok thì chắc là Hằng sẽ bắt đầu Ready stay 9:30. Ok, cảm ơn các anh chị rất là nhiều nha. Và bây giờ thì để tiện cho cái việc chia sẻ của Hằng thì Hằng sẽ xin phép share slide với các anh chị nha. Rồi
Ok, sẵn sàng các anh chị ha. Rồi ok, thì đầu tiên á các anh chị, đầu tiên thì mình sẽ có một chút xíu, mình sẽ có cái phần slide như thế này. Các anh chị có nhìn thấy màn hình của Hằng chưa? Các anh chị nhìn thấy màn hình của Hằng chưa? Ok các anh chị ha, thấy rõ màn hình của Hằng rồi ạ? Comment nha. Ôi anh chị nào đang đang vẽ lên, các anh chị đợi xíu nha, Hằng xóa. Rồi ok. Rồi, để Hằng khóa cái bảng. Rồi ok. Rồi xin chào tất cả các anh chị nha. Rồi các anh chị mình vào muộn ấy thì mình sẽ chịu khó là mình sẽ nghe cái phần sau này, và các anh chị ở lại đến cuối chương trình các anh chị nha. Hằng sẽ bắt đầu cái nội dung ngày hôm nay, các anh chị lấy sổ ra mình ghi chép lại ha. Rồi. Ok, đầu tiên thì Hằng cũng chia sẻ với các anh chị về cái việc là Shopee nó sẽ là một cái nguồn thu nhập thêm cho các anh chị như thế nào. Thực ra thì Hằng chia sẻ với các anh chị là 90%, 90%, thực ra là 95% tất cả những anh chị là đối tác kinh doanh của Shopee đều có công việc chính, người thì làm bác sĩ, kỹ sư, người thì làm những cái công việc như là giáo viên, rồi công viên nhân chức nhà nước, rồi sau đó là nhân viên văn phòng. Ví dụ như Hằng là một chủ doanh nghiệp các anh chị, thì tất cả mọi mọi công việc, mọi lĩnh vực đều có thể là kinh doanh thêm với lại Shopee. Thì các anh chị cũng biết là cái xu hướng kinh doanh online cũng như là hình thức dropship nó là một cái xu hướng rất là, gọi là rất là nổi tiếng hiện tại bây giờ, và gần như tất cả mọi người đều đang ứng dụng cái hình thức kinh doanh của dropship và affiliate để mình có thể kinh doanh và có thể là giúp cho cái hoạt động kinh doanh của mình nó đơn giản, nó nhẹ nhàng hơn, và mình có thể kiếm thêm ở bất kỳ nơi đâu. Cho nên là các anh chị sẽ thấy là đối tác của Shopee 95% là tất cả các anh chị đó đều là dành thời gian rảnh rỗi để kinh doanh thêm các anh chị nha. Và ví dụ như thay vì các anh chị làm 8 tiếng một ngày và các anh chị chuẩn bị về nhà cơm nước con cái thêm 2-3 tiếng nữa, thì chúng ta sẽ còn dư đâu đó khoảng tầm là 4, 3 đến 4 tiếng một ngày để mình có thể là giải trí, đúng không ạ? Nhậu nhẹt. Nếu chúng ta không đi làm việc thì chúng ta sẽ nhậu nhẹt, chúng ta sẽ ăn uống vui chơi, xem phim Hàn Quốc, hoặc là chúng ta sẽ lướt Facebook, lướt YouTube để coi 2 ngày 1 đêm, đúng không các anh chị? À vậy thì ở đây nếu như thay vì vậy, các anh chị hãy dành thời gian rảnh rỗi của mình, hãy dành thời gian rảnh rỗi của mình để các anh chị có thể làm gì ạ? Là kiếm thêm một khoản thu nhập cho gia đình của mình, cho con cái của mình tã sữa, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có thể thu chi những cái phần riêng cho cá nhân của mình. Nếu như các anh chị mình đã gọi là mình có một cái thu nhập chính rồi, thì đây sẽ là một cái khoản thu nhập thêm, nó sẽ giúp cho các anh chị thứ nhất là phát triển được cái kỹ năng của cá nhân mình. Thay vì mình chỉ có một job, một công việc, thì bây giờ chúng ta sẽ có thêm một công việc nữa vào thời gian rảnh rỗi, thay vì chúng ta giải trí những cái TikTok hay là YouTube vô bổ các anh chị ha, thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ lướt Facebook, chúng ta sẽ lướt TikTok và chúng ta sẽ có tiền các anh chị. Thì đó là một cái khoản thu nhập thêm mà Shopee sẽ mang lại cho tất cả các anh chị. Và ở đây á, thì các anh chị cũng biết là gì ạ? Khi chúng ta đi kinh doanh online thì cái việc mà kinh doanh online nó sẽ giúp cho cái hoạt động kinh doanh của chúng ta nó hiệu quả hơn rất là nhiều so với hoạt động kinh doanh truyền thống. Và đến bây giờ thì rất 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 nhiều những cái hoạt động kinh doanh truyền thống, những công ty truyền thống họ đã chuyển sang là hình thức kinh doanh online các anh chị. Tất cả, thậm chí kể cả taxi, xe ôm thì bây giờ cũng có công nghệ, đúng không các anh chị? Vậy thì các anh chị sẽ thấy là đây là gì ạ? Là cái việc mà mình làm online nó sẽ giúp cho mình là gì ạ? Làm thêm vào giờ rảnh, dễ dàng tiếp cận và phục vụ khách hàng rất hiệu quả. Đồng thời á, nó sẽ mang lại cho chúng ta dạ, là cái việc mà chúng ta chăm sóc khách hàng 24 trên 7 và chúng ta có thể bán hàng bất kỳ lúc nào. Mở rộng cái thị trường khách hàng của chúng ta rất là đơn giản. Ở đây chúng ta có thể bán ra được dạ, toàn cầu, toàn quốc, đúng không ạ? Và thậm chí là các anh chị mình có thể bán ra sang Mỹ nữa, bởi vì Shopee hiện tại chúng ta đang có những cái ứng dụng tại Mỹ rồi các anh chị ha, và đã có một cái thị trường và sản phẩm kinh doanh tại Mỹ rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều những cái chi phí như là kho bãi vận hành, rồi vốn, rồi nhập hàng, rồi rất là nhiều những cái chi phí lương nhân sự, rồi tất cả mọi thứ vận hành các anh chị nhé. Sau đó chúng ta sẽ không cần phải có nhiều kinh nghiệm, và chúng ta vẫn có thể là tận dụng được cái thời gian rảnh rỗi, cho dù bất kỳ ở nơi đâu các anh chị đều có thể là các anh chị kinh doanh online rất dễ dàng. Với Shopee chỉ cần một chiếc điện thoại như thế này, các anh chị đã kinh doanh một cách hiệu quả rồi. Các anh chị đi du lịch bất kỳ nơi đâu, hoặc là các anh chị đang sang Mỹ hay là đang sang nước ngoài, thì các anh chị vẫn sử dụng đúng một cái điện thoại như Hằng thôi, và các anh chị kinh doanh online và dropship cùng với Shopee. Ok không ạ?
Đó là cái tính hiệu quả và tiết kiệm của kinh doanh online. Tuy nhiên ở kinh doanh online thì nó cũng có một số cái vấn đề rất là lớn mà các anh chị ở đây, bao nhiêu anh chị mình đang kinh doanh online, các anh chị có thể comment lên và cũng chat giúp cho Hằng được không ạ? Màn hình bị mờ quá hả chị? Không, thấy rõ đúng không ạ? Rồi, do chắc là do mạng của mình ha. Các anh chị sẽ thấy là vấn đề lớn nhất ở trong kinh doanh online nó có 3 vấn đề các anh chị. Thứ nhất đó là về sản phẩm. Sản phẩm thì Hằng xin phép các anh chị một chút xíu nha, tại vì Hằng sẽ nói lại cái phần này cho những anh chị nào mà mình chưa biết đến kinh doanh online nhiều, thì Hằng sẽ xin phép Hằng chia sẻ một chút xíu thôi, để các anh chị nào mình đã biết rồi thì mình chịu khó một tí xíu, 1 phút 30 giây nữa Hằng sẽ nói về Shopee các anh chị ha. Thứ nhất đó là về sản phẩm các anh chị. Tức là khi mà các anh chị làm kinh doanh truyền thống giống như Hằng, từng là chủ doanh nghiệp, Hằng đã từng nhập mỹ phẩm và từng nhập hàng về rất là nhiều các anh chị, nhập lên lớp vài trăm triệu để mình có được cái chiết khấu lên tới 50-60% các anh chị. Và sau đó là các anh chị biết sao mà mình hàng của mình nó gặp những cái vấn đề về chất lượng sản phẩm, mình nhập nhiều ấy thì mình mới có chiết khấu nhiều, nhưng mà mình nhập ít ấy thì mình lại có chiết khấu thấp hơn, và mình không thể cạnh tranh về giá với về chiết khấu cũng như là khuyến mãi với những cái đơn vị lớn, những tập đoàn lớn, đúng không các anh chị? Thứ hai nữa là về sản phẩm, các anh chị không thể kiểm soát được chất lượng đầu vào. Và các anh chị nhiều khi lỡ nhưng mà các anh chị nhập phải hàng đểu, hàng giả, hàng nhái, thì lúc đó các anh chị cũng phải cắn răng chịu đựng với các anh chị, bởi vì mình đã lỡ nhập rồi, mình không thể nào mình trả hàng được các anh chị. Và khách hàng khi mà họ gặp vấn đề thì họ sẽ tìm đến cái người chủ, đúng không ạ? Tức là mình là người đi kinh doanh nhỏ lẻ thì chắc chắn mình phải là người chịu trách nhiệm về vấn đề về sản phẩm. Nhưng nếu như các anh chị đang kinh doanh với cái gì ạ? Với người khách, những cái người mà khách hàng họ là người thân, người quen của mình, vậy thì cái uy tín của mình gần như nó đã bị mất, đúng không? Đi đâu cũng bảo là Hằng Phạm nó bán hàng đểu, hàng giả, như vậy là nó sẽ ảnh hưởng cái uy tín của mình. Mình không thể kinh doanh lớn được các anh chị. Và cái cuối cùng là gì các anh chị? Là mình sẽ có được những cái sự hỗ trợ về giao hàng, vận chuyển hay là không? Vậy thì tất nhiên khi mà các anh chị đi kinh doanh riêng thì các anh chị sẽ phải tự làm hết tất cả những cái vấn đề đó. Giao hàng, đóng gói, vận chuyển nó rất là vất vả, rất là cực nhọc, đúng không các anh chị đang kinh doanh online? Ok ha, Hằng đã từng, Hằng hiểu rất rõ. Ngoài ra thì các anh chị sẽ thấy vấn đề thứ hai lớn nhất nó nằm ở cái gì các anh chị? Nằm ở chi phí marketing. Đây là cái chi phí mà nặng nhất trong kinh doanh online các anh chị. Bởi vì nếu như mình không marketing, mình chỉ đăng Facebook thì mình chỉ bán người quen thôi các anh chị. Còn nếu như mà mình chạy quảng cáo thì tốn rất nhiều tiền. Hằng đã từng tốn hàng trăm triệu đồng cho một tháng để mà mình chạy quảng cáo, mình thuê nhân viên rồi mình gọi các anh chị, gọi data mà chốt đại lý mua mỹ chốt khách hàng mua mỹ phẩm các anh chị. Thì marketing nó là một cái rất là chi phí rất là cao cho những cái người kinh doanh online. Mà nếu chúng ta không marketing thì chúng ta sẽ không tiếp cận được những khách hàng ở rất là xa cái vị trí của chúng ta đang mở shop, đúng không ạ? Vậy thì online nó sẽ là một cái vấn đề rất lớn nằm ở chỗ marketing. Cái thứ ba đó là cái về bán hàng các anh chị. Cái thứ ba đó là về bán hàng, tức là khi mà các anh chị đã có khách hàng rồi, các anh chị lại không biết làm sao để mình có thể bán được hàng, đúng không ạ? Không biết làm sao để mình có thể bán được hàng. Và mình sẽ... Rồi, mình không biết làm sao để mình có thể bán được hàng, và mình không biết tư vấn khách hàng như thế nào cho khách hàng người ta có thể mua được hàng, đúng không các anh chị? Vậy thì ở đây các anh chị nha, vậy ở đây thì là sản phẩm, marketing và bán hàng. Tất cả những vấn đề này khi các anh chị gặp phải trong kinh doanh online và kinh doanh truyền thống, các anh chị sẽ được giải quyết bởi ứng dụng kinh doanh và nền tảng kinh doanh của Shopee các anh chị nhé. Nền tảng kinh doanh của Shopee, và Shopee sẽ là một cái hệ sinh thái kinh doanh online dành cho tất cả mọi người. Được chưa? Bởi vì sao ạ? Nó sẽ có hỗ trợ hơn 1.000 sản phẩm chất lượng cao, đồng thời là sẽ hỗ trợ cho các anh chị về ứng dụng, về app, về website, về tất tần tật những gì mà các anh chị cần cho cái hoạt động kinh doanh online của mình. Chứ không phải là chỉ đơn giản là các anh chị lấy sản phẩm để các anh chị kinh doanh, hay là các anh chị tự nghiên cứu, các anh chị đăng bài lên đâu ạ. Không phải. Mình sẽ được một cái ứng dụng, một cái website và tất cả những gì mà các anh chị cần ở đây, đó là các anh chị chỉ cần đăng ký một tài khoản và đăng nhập vào app để các anh chị có được cái tài khoản kinh doanh cùng với lại Shopee. Bởi vì công ty Shopee là về công nghệ các anh chị. Ngoài ra thì hỗ trợ về sản phẩm đầu vào, các anh chị không cần phải nhập hàng. Và thứ ba đó là hỗ trợ về quảng cáo, marketing, truyền thông. Và cuối cùng đó sẽ là các chương trình huấn luyện giúp cho các anh chị bán được hàng hiệu quả. Thì chúng ta sẽ có được những cái quyền lợi này khi chúng ta hợp tác với lại ứng dụng kinh doanh online của Shopee. Tiếp theo thì các anh chị sẽ hình dung Hằng nó sơ một chút xíu về cái hình thức dropship. Thì bao nhiêu các anh chị ở đây mình đã biết về dropship và affiliate thì các anh chị có thể comment và cũng chat được mà. Ok, thì ở đây các anh chị, Shopee sẽ có những cái hỗ trợ là một đơn vị thứ ba, các anh chị thấy ở giữa đúng không ạ?
À, sẽ hỗ trợ cho về chúng ta là về sản phẩm thì tất cả những anh chị nào có sản phẩm mình sẽ đưa kệ, đưa lên kệ của Shopee. Những nhà sản xuất mà chúng ta hợp tác đều là những nhà sản xuất hàng đầu, có chất lượng, có giấy tờ, có nhà sản xuất đàng hoàng các anh chị, chứ không phải là hàng nhập, hàng xách tay các anh chị nha, không phải là hàng kiểu dạng xách tay mà sẽ là hàng nhập khẩu rõ ràng, giấy tờ công ty, nhà sản xuất đàng hoàng các anh chị. Khi mình đưa lên kệ của Shopee rồi thì lúc này tất cả các đối tác tư vấn bán hàng của Shopee là chúng ta đó các anh chị, là mình được đăng ký một tài khoản, và khi đó chúng ta sẽ kinh doanh hơn 2.000 mặt hàng tại Shopee. Và ngoài ra thì cái người mà được hưởng lợi nhiều nhất ở đây đó chính là khách hàng của các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì Shopee sẽ là cái người đóng gói, bảo hành, giao vận, thu hộ và làm tất cả những dịch vụ tốt nhất dành cho khách hàng của các anh chị, chứ không phải là tự các anh chị phải làm điều này. Thì cái đây là một cái, một sự hỗ trợ rất tuyệt vời, và Shopee sẽ là một nơi mà có thể là giao thoa cả ba bên và giúp cho cả ba bên có được cái chất lượng tốt nhất, dịch vụ tốt nhất và mang đến cho khách hàng tuyệt vời nhất các anh chị nhé. Tiếp theo là các anh chị sẽ thấy là gì ạ? Ở đây là Shopee có những cái sản phẩm đa dạng, độc đáo và chất lượng cao. Bây giờ Hằng sẽ share cho các anh chị cái website của Shopee các anh chị ha. Ở đây thì Hằng sẽ share lại cái màn hình. Các anh chị đợi Hằng một chút xíu ha. Đây, Hằng share lại cái màn hình cho các anh chị nha. Đây, các anh chị có thể nhìn thấy ha. Ở đây chúng ta sẽ có một cái trang web của Shopee, đó chính là shopee.vn. Thì trên cái trang web shopee.vn chúng ta sẽ có rất là nhiều mặt hàng. Và khách hàng lên đây có một cái điểm rất là hay, đó là thực sự ra là Hằng chia sẻ với các anh chị nha, là cái những lần mà Hằng đi lên mua những sàn thương mại điện tử khác, Hằng mua hàng, Hằng rất là đắn đo, rất là phân vân khi mà có hàng trăm nhà bán và mỗi người bán thì có một cái sản phẩm, một cái nguồn gốc xuất xứ nó khác nhau và cái giá cả nó cũng khác nhau. Mặc dù là cùng nhãn hiệu, ví dụ như một cái sản phẩm con robot này đi, nhưng mà có người thì bán 5 triệu, có người thì bán 10 triệu, có người thì bán 11 triệu các anh chị. Tức là cái tình trạng là bán hàng tràn lan, giá cả phá giá và rất là nhiều những cái vấn đề về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm mình không thể kiểm chứng được. Thì khi khách hàng người ta lên á, người ta thấy một cái điều như vậy, người ta sẽ cảm thấy rất là không an tâm về sản phẩm ở đây. Tuy nhiên á, đối với kênh của Shopee đã giải quyết vấn đề đó cho các anh chị, tức là gì? Tất cả khách hàng khi vào trang của Shopee đều nhìn thấy một giá, một sản phẩm, một nhà cung cấp thôi các anh chị. À, các anh chị thấy đó là điều tuyệt vời. Nhưng cái quan trọng là khi họ mua hàng thì sản phẩm đó, doanh thu đó, đơn hàng đó, hoa hồng đó nó sẽ được chuyển về cho tài khoản của các anh chị. Thì tí nữa các anh chị sẽ xem một cái app ha, thì Hằng sẽ share với các anh chị cái phần này. Các anh chị thấy đó là một cái điểm hay, tức là mình sẽ khiến cho khách hàng họ an tâm khi họ mua hàng, hàng chính hãng, giá một giá các anh chị, và họ chỉ bấm vào sản phẩm để họ mua, họ không cần phải suy nghĩ là mua của ai. Các anh chị hình dung mà. Thứ hai nữa, các anh chị nhìn thấy ở trên đây nó có rất nhiều mặt hàng và tất cả những mặt hàng này đều là những mặt hàng cao cấp, và những cái sản phẩm của nó từ giá bình dân cho đến hàng cao cấp nó đều là những hàng chính hãng, và trực tiếp nhà cung cấp là chúng ta đã lấy trực tiếp từ nhà cung cấp, đại lý cấp 1 cũng như là nhà sản xuất luôn các anh chị. Cho nên thành ra cái giá chiết khấu của mình rất là cao. Chiết khấu của mình là từ 30 đến 45% trên một sản phẩm các anh chị. Tí xíu nữa hàng thì nói rõ hơn cái phần này. Mà ở đây thì chúng ta sẽ thấy là có thiết bị gia dụng đời sống. Các anh chị thấy không ạ? Bán không thiếu một cái gì hết. Robot nồi chiên rồi máy xay thịt rồi máy lọc nước rồi máy giặt, tất cả mọi thứ chúng ta đều có bán các anh chị ha, máy lọc không khí, nồi cơm, tất cả mọi thứ. Nếu các anh nam mà liên quan quan tâm đến những cái sản phẩm về hàng gia dụng thì Hằng khuyên các anh nam nên có thể bán máy lọc nước các anh chị ha. Rồi tiếp theo là sức khỏe và làm đẹp, đây là dành cho các chị nữ đúng không ạ? Thì mình sẽ có rất là nhiều những cái sản phẩm là bổ trợ cho sức khỏe, ghế massage cũng bán luôn các anh chị nha. Rồi có rất là nhiều những cái mặt hàng dầu gội, sữa tắm, rồi chăm sóc da, chăm sóc răng miệng, chăm sóc cơ thể, kem đánh răng, rồi rửa rửa mặt, rồi tinh chất serum, tất cả các hãng là mình đều có trên đây hết các anh chị. Và hiện tại đây Hằng thương thưa với các anh chị, hiện tại mới là trang thương mại điện tử thôi. Và trong năm 2023 và 2024 thì Shopee là mục tiêu là sẽ đưa trang Shopee trở thành sàn thương mại điện tử giống như những sàn thương mại điện tử khác. Có nghĩa là mặt hàng sẽ rất đa dạng và các anh chị sẽ quan trọng là các anh chị được sở hữu tất cả sản phẩm này để các anh chị kinh doanh. Đó là cái điều quan trọng các anh chị ha. Tiếp theo nữa các anh chị có thể nhìn thấy trên đây có rất là nhiều những cái hàng mà về ví dụ như là thời trang. Đấy.
thời trang sẽ dạ đó các anh chị ha, ví da nè, rồi đồng hồ, thắt lưng, đủ thứ hết các anh chị, bao bao da đúng không ạ, đã xếp với couple đôi, rồi cái bọc điện thoại, cái ốp điện thoại các anh chị ha, rồi túi đeo chéo da bò, áo khoác, rất nhiều thứ để chúng ta có thể kinh doanh. Rồi ngoài ra chúng ta sẽ có những cái sản phẩm về thực phẩm các anh chị, đây thực phẩm tức là đồ ăn thức uống đúng không ạ, đây những cái sản phẩm như là hộp quà sô cô la này cũng có ha. Rồi cái gì nào là tổ yến nè, rồi là sâm nè, rồi là đông trùng hạ thảo này, các anh chị thấy không ạ? Wow, bây giờ hàng các anh chị hàng Robby liên liên tục, mà đến nỗi mà bây giờ hàng nhìn lại ngày xưa lúc mà hàng mới kinh doanh nó chỉ có 3 sản phẩm thôi các anh chị, mà bây giờ nó lên tới gần mấy ngàn sản phẩm rồi. Và các anh chị tin đi, trong vòng 1 năm 2 năm nữa thì chắc chắn Robby sẽ gấp đôi gấp ba cái số lượng sản phẩm ở trên đây. À, các anh chị thấy ha, quan trọng là mình được sở hữu mà mình không phải nhập bất kỳ một sản phẩm nào. Thêm một cái điểm đặc biệt nữa các anh chị tin không ạ? Thêm một cái điểm đặc biệt nữa đó là các anh chị sẽ không cần phải bị áp doanh số, mình thích thì mình bán, không thích thì mình không bán. Khi mình có đơn hàng thì mình lên đơn trên ứng dụng, và sau đó công ty sẽ có một bộ phận kho bãi, họ sẽ đóng gói rất là bài bản kỹ lưỡng, ở ngoài thì có một cái hộp hàng có chữ Droppy, thương hiệu logo Droppy, và một ở trong là có một cái giấy bảo hành, khi mà giao đến tận tay khách hàng được quyền mở ra kiểm tra đầy đủ, nếu như ok thì nhận hàng, thì lúc đó các anh chị nhận được cái hoa hồng. Còn nếu như khách họ bom hàng hay là họ không có chịu nhận hàng, muốn đổi trả gì đó, thì Shopee và công ty cũng là sẽ là cái người chịu trách nhiệm về cái phần hàng đi hàng về như thế. Các anh chị không cần phải thanh toán cái đơn hàng đó. Các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Thấy rất là hay đúng không? Nếu như mà các anh chị ở đây mà mình hoàn toàn là mình có thể là mình hoàn toàn là mình có thể là mình được cái sự hỗ trợ, được cái sự hỗ trợ đến từ một cái đối tác mà họ gần như là hỗ trợ toàn diện như thế, thì thực sự là quá tốt các anh chị, quá tốt luôn. Mình chẳng mất rủi ro gì cả đúng không ạ? À, không nhập hàng, không hàng đi hàng về, rồi không có rủi ro, không có bảo hành gì hết. Ví dụ như hàng nói những cái sản phẩm về thiết bị gia dụng và đời sống đi. Ví dụ như bán một cái sản phẩm máy lọc nước mà gặp cái vấn đề gì đó đúng không? Hoặc là cần thay đổi lắp ráp này cái kỹ thuật đúng không ạ? Thì tất cả có một những cái đơn vị của Droppy, những cái đơn vị của nhà cung cấp, những cái người mà họ sẽ làm lắp đặt kỹ thuật, họ sẽ ở khắp 64 tỉnh thành và sẽ hỗ trợ cho các anh chị. Ok em ạ, cho nên là mình không có lo lắng về cái phần là lắp đặt kỹ thuật và giao hàng cho khách các anh chị ha. Rồi, đó là về cái website của sản phẩm, Hằng nói sơ qua cho các anh chị như thế. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ quay trở lại với cái slide của Hằng ở đây. Đây các anh chị. Thì mình sẽ có gì cả, ngoài cái sản phẩm độc đáo đúng không ạ, chất lượng cao, chúng ta sẽ hợp tác với rất là nhiều tập đoàn. Ở đây Hằng có một số cái sản phẩm nổi bật của những tập đoàn nổi tiếng như là tập đoàn Lotte, các anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay là ở Đà Nẵng, các anh chị đều biết là Lotte Cinema, Lotte Lotte Mart đúng không các chị, biết là siêu thị Lotte Mart đó, rất là lớn, là một cái siêu thị tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc luôn. Và hiện tại chúng ta đang hợp tác với chúng ta phân phối một cái sản phẩm là sữa non protein 365 của tập đoàn Lotte. Ngoài ra tập đoàn Abena là một tập đoàn Đan Mạch hơn 65 năm chuyên về sản xuất sức khỏe. Rồi top 3 thương hiệu dẫn đầu Hàn Quốc như là Coriana, và đây là tập đoàn sản xuất luôn các chị nha, nó có rất nhiều nhãn hiệu ở trong đó nữa, chứ không phải là chỉ riêng cái Coriana thôi. Nên các chị có thể nghe nó hơi lạ, nhưng mà nó là tập đoàn sản xuất và nó có rất nhiều thương hiệu con ở bên dưới. Và ví dụ như Sephora cũng là một cái sản phẩm cực kỳ nổi tiếng và dược mỹ phẩm và hàng đầu các anh chị ở Hàn Quốc. Và các anh chị sẽ thấy là ở Việt Nam mình cũng rất là nhiều trang bán, nhưng mà ở Robby mình thì hoàn toàn là cái hàng của mình là hàng chính hãng, mình phân phối trực tiếp từ Hàn Quốc luôn các anh chị ha. Ngoài ra thì các anh chị sẽ thấy là hàng sẽ được đi từ những cái kho hàng của Robby như thế này. Thì hiện tại mình đang có 2 trung tâm xử lý đơn hàng ở Hà Nội và ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì sắp tới chúng ta sẽ có thêm những cái kho trung tâm xử lý đơn hàng ở miền Trung nữa các anh chị ha. Các anh chị sẽ thấy là nếu như các anh chị nào ở ở Hà Nội và ở Hồ Chí Minh, thì các anh chị sẽ được đăng ký để mà lên tận kho hàng để các anh chị tham quan, chụp hình, quay phim và nhìn thật kỹ những cái dòng sản phẩm mà các anh chị đang kinh doanh nó là như thế nào các anh chị ha. Đây là một một hình ảnh nho nhỏ trong cái kho hàng của mình. Thì nó có đầy đủ sản phẩm và hàng sẽ được đi từ kho này đóng gói các kiểu và đi luôn các anh chị ha. Rồi, đây là bên ngoài các anh chị, đây là trung tâm xử lý đơn hàng ở thành phố Hà Nội. Nếu mà các anh chị có thể thì các anh chị có thể là hình như Hằng nhớ là ở Long Biên. Còn ở Hồ Chí Minh thì nó ở quận quận Thủ Đức các anh chị, thành phố Thủ Đức ấy, quận 9. Rồi, tiếp theo là các anh chị sẽ thấy là chắc chắn là các anh chị sẽ quan tâm về gì ạ? Là về chiết khấu đúng không ạ? Thì ở đây Hằng chia sẻ với các anh chị một tí xíu, đó là những anh chị nào mình đang đi kinh doanh online hay mình đang đi kinh doanh truyền thống, mình cũng hiểu được cái điều là gì. Ngày xưa khi mà Hằng tự kinh doanh đó các anh chị, là hàng cần phải bỏ rất là nhiều vốn để mình nhập hàng,
Và mình nhập càng nhiều thì mình càng có chiết khấu cao. Đúng không ạ? Nhập ít thì các anh chị chỉ được chiết khấu khoảng tầm 10-15% thôi. Nhưng mà nếu càng nhập cao thì các anh chị sẽ chiết khấu lên tới 50%. Nhưng mà như vậy á, nếu mà các anh chị không có vốn mạnh thì các anh chị sẽ không cạnh tranh lại với những cái người khác được, đúng không ạ? Với những cái người là có cái chiết khấu cao hơn. À, và họ sẽ khuyến mãi, họ giảm giá rất mạnh và dẫn đến tình trạng bán phá giá trên thị trường rất là nhiều. Không những truyền thống mà còn online nữa các anh chị. Nhưng mà riêng đối với là gì các anh chị? Riêng đối với kinh doanh của Shopee á, thì các anh chị sẽ thấy là gì? Tất cả những cái khoản chi phí từ tổng đại lý khu vực, bán buôn, bán lẻ, tất cả mọi cái khâu trung chuyển, chi phí quảng cáo, thuê mặt bằng, lương nhân viên, phí quản lý tiêu thụ, khuyến mãi, là tất cả những cái này á, nó sẽ đổ cái chi phí lên và nó sẽ làm cho cái gì là cái giá của sản phẩm nó bị tăng lên. Và cái thực chất giá trị của sản phẩm mà khách hàng nhận được, người tiêu dùng nhận được á, nó sẽ rất là thấp, đúng không ạ? Và vậy thì ở đây các anh chị là Shopee sẽ làm sao đó có thể là trích ra chiết khấu một phần để mà có thể giúp cho các anh chị đạt được cái chiết khấu tốt nhất với một cái chiết khấu là của đại lý cấp 1, mặc dù các anh chị không cần phải nhập hàng, nhưng mà cái chiết khấu của các anh chị ha là nó sẽ lên tới 30-45%, bởi vì Shopee cắt hết toàn bộ những cái khâu vận chuyển trung gian như vậy, đúng không ạ? Khâu trung gian như vậy để chỉ mục đích là dành cho tất cả các anh chị ở đây, để các anh chị có thể làm một cái nhiệm vụ là gì? Truyền thông, quảng cáo, tư vấn, chia sẻ cho khách hàng, thì chúng ta sẽ nhận được một cái chiết khấu là từ 30-45%. Các anh chị nghĩ sao về chiết khấu này? Các anh chị có thể comment vào chat giúp cho Hằng được không ạ? Các anh chị nghĩ sao về cái phần chiết khấu này? Các anh chị có thể comment lên phần chat giúp cho Hằng được không ạ? Cái chiết khấu như thế này theo các anh chị là nó có cao không ạ? Chiết khấu như thế này có cao không các anh chị? Thực sự nếu mình không phải nhập hàng, nếu mình không phải bỏ vốn ban đầu nhập hàng, mình không phải có những cái rủi ro về thanh toán đơn hàng, rồi mình không có tất cả những cái vấn đề về là... Rồi ok, đúng các anh chị, rất là tuyệt vời luôn. Hằng thấy rất là nhiều anh chị comment lên phần công chat là rất là tuyệt, đúng không ạ? Để mà có được cái chiết khấu này, bình thường kinh doanh truyền thống hoặc kinh doanh online truyền thống, các anh chị phải nhập đâu đó lên tới ít nhất là 100 triệu hoặc là 50 triệu các anh chị. 50 triệu trở lên hoặc là 100 triệu trở lên các anh chị mới có chiết khấu lên đến 45%. Thực sự là không thể nào mà các anh chị có được, các anh chị có chỗ nào mà được chiết khấu cao như thế, các anh chị cứ nói với Hằng. Không nhập hàng mà được chiết khấu cao như thế này thì các anh chị cứ chia sẻ với Hằng ha. Ok các anh chị nhá. Tưởng nghe nhầm mà. Cao ngang ngửa. Đấy, có bạn Redmi Note 7 là gì? Cao ngang ngửa với khi em nhập sĩ. Các anh chị thấy không? Quá cao. Bạn Trần Văn Thọ, quá cao. Các anh chị thấy đúng không ạ? Quá tốt đúng không? Tức là các anh chị không cần nhập hàng, không cần giao hàng, không cần đóng gói, không cần lại bất kỳ một cái gì hết. Các anh chị chỉ cần là đăng ký một cái tài khoản thôi, các anh chị sẽ được kinh doanh tất cả mặt hàng luôn. Sở hữu, chúng ta sở hữu một sản phẩm thì chúng ta có một gì ạ? Một tệp khách hàng, một thị trường khách hàng. Ví dụ như các anh chị bán một sản phẩm mỹ phẩm thôi đúng không? Ví dụ nhập 50 triệu thì chúng ta chỉ bán được một vài sản phẩm mỹ phẩm thôi. Mình không thể nào bán ghế massage, không thể nào bán máy lọc nước, không thể nào bán những cái hàng gia dụng mà nó đắt tiền như là hàng điện lạnh đúng không các anh chị? Tủ lạnh, máy giặt. Không thể nào mình nhập một cái máy giặt về để cho khách hàng người ta xem được các anh chị. Nhưng mà ở đây các anh chị được kinh doanh tất cả những sản phẩm đó luôn. Mà chúng ta không phải nhập bất kỳ một cái sản phẩm nào hết. Mà chúng ta vẫn được cái chiết khấu lên đến 45% thì thực sự là Hằng nói trên thị trường Việt Nam khẳng định luôn các anh chị là không có bất kỳ một cái đối tác nào họ có thể giúp các anh chị được cái điều đó. Kinh doanh hàng nghìn mặt hàng, đa dạng ngành hàng, các anh chị có một sản phẩm, chúng ta có một thị trường khách hàng, nhưng chúng ta có 2.000 sản phẩm, chúng ta sẽ có 2.000 thị trường khách hàng. Khách hàng cần gì chúng ta bán đó, khách hàng muốn gì chúng ta cũng cung cấp được cho họ. Các anh chị giống như một cái tạp hóa online vậy đó, siêu thị online, và chúng ta sẽ rất được chiết khấu rất là cao như thế này, đồng ý không ạ? Ngoài ra thì khi mà các anh chị bán tốt một cái dòng sản phẩm nào đó thì các anh chị mình sẽ có gì ạ? Mình sẽ có là mình sẽ được hỗ trợ, mình sẽ được hỗ trợ là mình sẽ trở thành cái người huấn luyện viên nhãn hàng các anh chị, huấn luyện viên nhãn hàng, tức là các anh chị có thêm một nguồn thu nhập thông qua cái việc mà các anh chị training, huấn luyện, đào tạo, hỗ trợ cho những nhà cung cấp. Và có thể là giúp cho những anh chị mà họ hiểu được về sản phẩm nữa, thì các anh chị có cơ hội trở thành đại diện cho nhãn hàng. Ví dụ như bạn, ví dụ như Hằng đi, Hằng là bán mỹ phẩm rất tốt và kiến thức mỹ phẩm Hằng rất tốt, thì sau đó Hằng trở thành huấn luyện viên của nhãn hàng mỹ phẩm, đại diện cho mỹ phẩm, để có thể là đào tạo lại cho các anh chị trong những cái lớp học của Shopee. Thì lúc này các anh chị có thêm được cái khoản thưởng thù lao đào tạo, thì thêm một vài thu nhập nữa nó cũng tốt hơn đúng không ạ?
Và ngoài ra khi mà các anh chị có cái hoạt động là mở rộng cộng đồng và hỗ trợ kinh doanh cho rất là nhiều anh chị khác thì chúng ta cũng được hỗ trợ gia tăng thu nhập. Ví dụ như các anh chị là đào tạo cho các anh chị khác bán được hàng này, hướng dẫn kinh doanh hiệu quả thì lúc đó các anh chị cũng có được gia tăng thu nhập. Và ngoài ra đặc biệt các anh chị ạ, ở đây là Dropy làm thêm một cái nhiệm vụ nữa. Đó là chắc chắn là như lúc nãy em có nói là marketing sản phẩm nó là một cái điều rất là khó khăn cho các anh chị khi các anh chị bắt đầu đúng không? Vậy thì ở đây các anh chị ha, ở đây các anh chị marketing, marketing để mà chi phí marketing lên tới hàng tỷ đồng thì không thể nào các anh chị làm được cái điều đó. Nhưng với khi kinh doanh Dropy, các anh chị sẽ không cần phải bỏ một đồng quảng cáo nào hết. Hằng khẳng định với các anh chị như vậy luôn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đây Dropy là một cái người đã hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều những cái chi phí quảng cáo, thuê người mẫu, diễn viên, chạy đa kênh. Các chị biết đây là ai mà MC Diệp Chi của Đường lên đỉnh Olympia trên VTV3 mà chúng ta hay thấy đúng không ạ? Ngoài ra thì đây là Quốc Trường, diễn viên Quốc Trường, các anh chị là người trong một rất nổi tiếng trong một phim là Về Nhà Đi Con đúng không? Thì rất là nhiều anh chị là đều là biết được đến những cái người nổi tiếng như thế này và họ đã tham quan kho hàng và họ đã quảng bá về Dropy, hoặc là Sắc Bình, hoặc là ông Nguyễn Ngọc Dũng là chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam là đã có những cái buổi gặp gỡ giao lưu và là quan tâm rất là nhiều đến cái mô hình kinh doanh của Dropy các anh chị. Thì các anh chị sẽ thấy là gì? Ở Dropy là chúng ta không thể nào chúng ta bỏ một số tiền lên tới vài chục triệu, vài trăm triệu để thuê người mẫu quảng cáo cho cái sản phẩm của mình. Nhưng mà riêng Dropy, các anh chị thấy hộp hàng Dropy rất đẹp. Các anh chị thấy không ạ? Khách hàng sẽ nhận được một cái hộp hàng cực kỳ đẹp như thế này, chứ không phải là gói ghém một cách là tạm bợ như những cái kênh khác các anh chị ha. Thì đây, hàng thấy các anh chị thấy là khi mà nhận hàng rất là hạnh phúc, các anh chị ở trong bọc rất kỹ luôn để chống sốc cho rồi nó có còn có thêm một cái tờ giấy đảm bảo chất lượng mà đổi trả cho khách hàng nữa. Rồi ok, thì các anh chị sẽ thấy là ngoài cái chương trình là bán hàng, các anh chị được hỗ trợ về sản phẩm, được hỗ trợ về gì ạ? Là khuyến mãi chiết khấu rồi đúng không? Chiết khấu rồi. Nhưng mà các anh chị biết không ạ? Khi bình thường chúng ta tự đi kinh doanh ấy, chúng ta tự đi kinh doanh đó các anh chị, thì chúng ta phải trích một phần chi phí của chúng ta ra để chúng ta gì? Có thêm cái lợi nhuận. Chúng ta gì ạ? Là trích một phần là chúng ta có thêm cái khuyến mãi, cái giảm giá cho khách hàng của mình, đúng không ạ? Mình phải khuyến mãi đến những ngày ví dụ như 8 tháng 3 này, 14 tháng 2, 30 tháng 4, rồi 20 tháng 10, chúng ta phải có khuyến mãi, chúng ta phải có giảm giá, sale sập sàn đúng không? Nhưng mà bây giờ tiền đâu mà sale các anh chị? Tiền đâu mà giảm giá, bởi vì chiết khấu của mình nó không có, mà đã có ít rồi mình còn chi cái này, chi cái kia, giao hàng các thứ rất nhiều rồi. Mà bây giờ mình còn chi ra cả phần thưởng khuyến mãi nữa. Mà nếu như không có khuyến mãi, đừng mơ khách hàng mua hàng của các anh chị. Không bao giờ khách hàng mua hàng mà không có khuyến mãi các anh chị, khách hàng rất thích khuyến mãi, lúc nào cũng đòi giảm giá khuyến mãi đúng không ạ? Thì họ mới mua. Mà nếu các anh chị không có giảm giá khuyến mãi thì các anh chị không cạnh tranh lại được với những cái sàn khác, với những cái đơn vị khác, với những cái nơi bán hàng khác đúng không ạ? Vậy thì ở đây tất cả đại lý đều được rất công bằng, đó là gì? Đối tác đều được hỗ trợ về chương trình khuyến mãi. Nhà cung cấp và Dropy sẽ hỗ trợ liên tục cho các anh chị tất cả những chương trình khuyến mãi. Ví dụ các anh chị thấy ở đây ha, từ 10 giờ ngày này đến 18 giờ ngày 30 tháng 5 là chúng ta sẽ nhận được một cái quà tặng là hai hộp hồng sâm, với việc là chúng ta mua 5 lọ. Có nghĩa là nếu các anh chị mua 5 sản phẩm này, chúng ta tặng hai sản phẩm thêm, hoặc là các anh chị mua một combo như này, các anh chị sẽ được tặng một cái bộ sản phẩm là trị giá khoảng 2 triệu. Các anh chị thấy không ạ? Có rất nhiều chương trình khuyến mãi và giảm giá cho khách hàng của các anh chị. Thì có deal, có giá giảm giá khuyến mãi thì lúc này khách hàng mua hàng và các anh chị dễ dàng chốt sale hơn. Nhưng mà cái quan trọng là cái phần đó không âm vào chi phí của các anh chị, đúng không ạ? Nó không âm vào lợi nhuận của các anh chị và chúng ta vẫn nhận được cái lợi nhuận cao nhất, không cần chi ra chi phí khuyến mãi luôn các anh chị. Nhưng mà khách hàng vẫn có khuyến mãi. Đó là cái sự hỗ trợ của Shopee và tất cả những nhà cung cấp tại Shopee hỗ trợ cho các anh chị khuyến mãi luôn. Thấy chưa? Nó rất là tuyệt vời các anh chị. Ngoài ra thì có thưởng nữa các anh chị. Ví dụ như hàng tháng, hàng tuần, hàng quý mà các anh chị bán được doanh số cao ha, thì công ty và nhà cung cấp sẽ thưởng nặng rất lớn cho các anh chị luôn. Thưởng rất là nặng cho các anh chị luôn các anh chị ha. Là nào là chuyến du lịch Singapore, nếu mà các anh chị là best seller của Nguyên Sinh này, các anh chị sẽ được tặng một chuyến du lịch Singapore. Sau đó nếu mà các anh chị bán tốt sản phẩm Nutribet Health, các anh chị sẽ được trở thành là một trong những đối tác được đưa đi Mỹ, các anh chị đưa đi Mỹ để tham quan nhà máy sản xuất của Nutribet Health đúng không ạ? Rất là nhiều những cái khoản thưởng đi Hàn Quốc, Nhật Bản rồi Singapore rồi Đài Loan, rất là nhiều chuyến thưởng đi các anh chị. Công ty sẽ thưởng cho các anh chị nếu các anh chị là những một trong những best seller đã không nhập hàng rồi còn được hỗ trợ khuyến mãi, được hỗ trợ drop ship giao hàng, mà mình lại còn được cái gì các anh chị? Được thưởng bán hàng nữa, bán tốt thì càng được thưởng nhiều và được đi du lịch nước ngoài luôn các anh chị. Có thêm thì tốt đúng không các anh chị?
chỉ có Robby mới làm được điều ấy. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, các anh chị thấy là chức năng ở phía đối tác sử dụng, đó là chúng ta sẽ có một cái ứng dụng về công nghệ mà có thể quản lý được tất cả đơn hàng và xem được những khách hàng của chúng ta. Và bây giờ Hằng sẽ share cho các anh chị về cái ứng dụng của Robby để cho các anh chị nhìn thấy trên cái màn hình điện thoại của Hằng các anh chị ha. Rồi, các anh chị nhìn thấy cái màn hình của Hằng chưa ạ? Vâng. Rồi, ok. Bây giờ Hằng sẽ share các anh chị cái ứng dụng Robby. Ứng dụng này mình tải trên bất kỳ nền tảng nào cũng được các anh chị nha. Đây là ứng dụng Robby các anh chị. Rồi. Đây các anh chị. Thì mình sẽ thấy là ở đây mình sẽ có một cái ứng dụng và nó sẽ nhìn thấy được tất cả những cái đơn hàng của những đối tác kinh doanh đầu tiên của Robby. Các anh chị thấy không ạ? Đây, rất là nhiều những cái đơn hàng. Ví dụ như chị Lương Thị Hường vừa lên một cái đơn 2 triệu tư, đúng không ạ? Rồi anh Nguyễn Thanh Hiền đơn lên đơn 1 triệu 9, rồi chị Đặng Ngọc Thúy 410.000. Tức là ở đây các anh chị thấy là có những cái đơn hàng nó có 300.000, 200.000 cũng giao các anh chị nha. Đây, ở đây không có nhập hàng các anh chị, mà đây là những cái đơn hàng đến thẳng tay khách hàng luôn. Và các anh chị sẽ thấy có những đơn hàng có 200-300.000 thì Robby vẫn hỗ trợ giao các anh chị. Nếu mà đơn hàng lên tới 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu các anh chị cũng sẽ thấy 10 triệu, 20 triệu, bao nhiêu tiền Robby cũng giao ha. Đây không phải nhập hàng, không ai nhập với 200-300.000 nữa, các anh chị nhập là nhập một lần đúng không? Nhưng mà ở đây là đơn hàng thực sự, đơn hàng thực chất các anh chị ha. Rồi, ngoài ra các anh chị sẽ thấy ở đây có bảng xếp hàng. Đây, bảng xếp hàng. Đây là cái mà Hằng luôn vào xem mỗi ngày các anh chị ha. Đây, bảng xếp hạng là có chị Hoa là 49 triệu là đứng đầu trong ngày. Một ngày chị Hoa bán được 49 triệu, chị Sa bán được 65 triệu, chị Tạo, anh Tạo bán được 40 triệu các anh chị. Đây, đây là những anh chị mà bán hàng rất xuất sắc trong ngày. Sau đó mình có xuất sắc trong tuần nữa các anh chị và xuất sắc trong của tháng nữa. Ha, đây ví dụ như của tháng thì chị Hoa TT Hoa là bán 386 triệu một tháng các anh chị nha. Đây là những anh chị bán hàng gia dụng các anh chị. Doanh thu rất là cao ha. Top 20, top 23 gọi là 88 triệu này các anh chị. Nên đừng có nói với Hằng là ở Robby là không bán được hàng đây các anh chị ha. Chỉ cần là các anh chị tải ứng dụng mà các anh chị đi học thôi. Chỉ cần các anh chị chịu đi học thôi, ở đây có dạy bán hàng và nếu các anh chị vào đây các anh chị học chắc chắn các anh chị sẽ bán được hàng. Rồi ngoài ra thì chúng ta có Hằng sẽ demo các anh chị xem một chút xíu về cái ứng dụng của sản phẩm mình ha. Rồi. Đây, ví dụ như ở đây thì có rất là nhiều mặt hàng mình có thể vào đây mình xem. Ví dụ như ở đây Hằng có ví dụ các anh chị một cái kem chống nắng là giá của nó là 530.000 các anh chị ha. Đây là kem chống nắng của Hàn Quốc. Thì khi mà chúng ta lên đơn một cái sản phẩm như thế này á, thì chúng ta sẽ ngay ở phía dưới á, các anh chị là có cái phần mô tả sản phẩm này kia ha. Rồi mình bấm vào mình tạo đơn. Mình tạo đơn các anh chị. Rồi mình sẽ chọn đơn là đến từ Robby Hồ Chí Minh đi ha. Số lượng rồi mình tạo đơn ngay. Rồi khi mà mình nhập kho hàng này, rồi mình thêm địa chỉ nhận hàng này, thêm sản phẩm này, thì bắt đầu nó sẽ hiển thị ra cho mình. Được chưa? Đây. Hàng được tặng một cái voucher free ship các anh chị. Đấy. Rồi ví dụ hàng thêm khách hàng ha. Rồi ở đây mình có 4 cái đơn vị sẽ giao vận chuyển cho mình. Thứ nhất là giao hàng tiết kiệm. Thứ hai là giao hàng nhanh. Thứ ba Viettel Post. Và mình có thể nhận hàng tại kho hàng các anh chị ha. Hàng sẽ bấm vào giao hàng tiết kiệm đi. Đấy, rồi. Rồi mình sẽ chọn là phí giao hàng thì tùy vào các anh chị có thể là cho khách hàng của mình họ miễn phí ship hoặc là họ sẽ chịu phí ship, là tùy vào các anh chị ha. Tùy vào mình thôi, mình muốn chọn cái nào cũng được. Ví dụ những đơn hàng mà giá trị cao các anh chị có thể là chịu ship cho khách luôn tại vì lời mình cao mà ha. Rồi thanh toán tiền mặt hoặc là chuyển khoản ngân hàng thì các anh chị mình sẽ có ở trên đây luôn, thanh toán tiền mặt là COD các anh chị ha. Rồi mình sẽ hiển thị ra là gì ạ? Thứ nhất là tổng thanh toán là 530.000 là giá trị bán lẻ của sản phẩm. Thứ hai là cái phí ship nó khoảng ước chừng khoảng tầm 20.000 các anh chị ha. Và ở đây mình có một cái hoa hồng bán lẻ là khoảng tầm 200.000 các anh chị thấy ạ. 200.000 các anh chị. Và điểm tích lũy của mình là 229 là cái điểm mà có thể là các anh chị bán trong một tháng, các anh chị bán nhiều doanh số thì các anh chị tích lũy được điểm cao thì lúc này các anh chị cũng được công ty thưởng thêm nữa ha. Còn ở đây cái hoa hồng bán lẻ các anh chị nhận ngay lập tức đó là 200.000, được chưa? Tức là bán một cái kem chống nắng là 530 mà nhận 200.000, quá khỏe các anh chị ha. Một tháng bán 10 kem chống nắng có 2 triệu xài. Ha, quá tuyệt vời ha. Rồi, sau đó là mình sẽ tạo thử cái đơn hàng các anh chị ha. Đây, Hằng sẽ tạo thử cái đơn hàng cho các anh chị xem. Đấy. Chúc mừng Phạm Thu Hằng đã có một cái đơn hàng thành công. Đấy, thì yêu cầu giao hàng các anh chị. Đấy, xác nhận. Rồi, đánh giá trải nghiệm Robby. Rồi, ok các anh chị ha. Đấy. Robby rất là quan tâm đến đối tác kinh doanh của mình. Đây. Đó, hai các anh chị thấy không ạ? Là mình có một cái đơn hàng rồi đang chờ xác nhận là mình ghi đơn. Ok chưa các anh chị? Rồi. Đó là demo tí xíu.
về cái chúng ta có thể quản lý toàn bộ khách hàng chúng ta ở trong đây đấy à. Rồi sau đó các anh chị sẽ vào phần đây thì chúng ta sẽ có là thông tin tài khoản cá nhân của mình, được chưa? Rồi tiếp theo các anh chị là mình sẽ có ở đây cái phần thông báo ha. Cái phần thông báo của mình ở đây thì nó sẽ có những cái đơn hàng nè, những cái sản phẩm nè đấy, rồi những cái khách hàng khuyến mãi kinh doanh đấy, rất là nhiều những cái thông tin mà chúng ta có thể xem trên đây, ok ha. Rồi thì đó là hàng demo sơ một chút xíu về cái sản phẩm của mình các anh chị nha. Rồi cái ứng dụng của mình là như thế, các anh chị nào mình thấy hay không ạ? Mình rất là đơn giản, mình chỉ cần một cái app đó thôi là mình có thể kinh doanh tất cả mọi thứ chỉ trên một chiếc app điện thoại các anh chị nha. Quản lý đơn hàng, marketing, rồi xem thống kê lợi nhuận kinh doanh, chăm sóc khách hàng, tất cả mọi thứ là ở trên đó hết ha. Mình lên đơn rất đơn giản luôn các anh chị. Và sau này khi mà các anh chị sắp tới thì Hằng chia sẻ với các anh chị một cái điều rất là tuyệt vời, đó là sắp tới thì Shopee sẽ có luôn cả cái phần app dành cho khách hàng, app for customer. Cái app mà Hằng vừa chia sẻ cho các anh chị á là cái app gì các anh chị? Cái app đó là cái app dành cho đại lý kinh doanh, tức là các anh chị quản lý lợi nhuận doanh thu của các anh chị. Nhưng mà khi mà sắp về app dành cho khách hàng thì khách hàng họ được mở một cái tài khoản giống như các anh chị mua hàng của Lazada, Tiki vậy đó. Thì Shopee cũng sẽ có những cái app cho khách hàng mà các anh chị, việc các anh chị là chỉ đi mở tài khoản cho khách hàng thôi, và hoa hồng doanh số các kiểu thì họ khi mà họ bán, họ mua hàng, họ lên đơn đó, thì được tích lũy cho các anh chị, được chưa? Mở nên là mở càng nhiều app cho khách hàng càng tốt, ok ha. Rồi tiếp theo đó là các anh chị có thể nhìn thấy trên đây, đó là cái một cái sự hỗ trợ. À đây, các anh chị thấy mà, là nếu như anh chị nào có thị trường Mỹ thì chúng ta sẽ đăng ký một cái tài khoản ở nước ngoài. Hiện tại tài khoản nước ngoài đang được hỗ trợ rất là nhiều, các anh chị được hỗ trợ rất là nhiều, và chúng ta đang bắt đầu có một cái thị trường ở Mỹ nè, Thái Lan nè, Campuchia nè, Singapore và Đài Loan các anh chị. Chúng ta có rất là nhiều trụ sở và chúng ta sẽ mở rộng kinh doanh ra toàn cầu. Ở hiện tại ở Việt Nam thì đã tiếp cận được khoảng tầm hơn 30 triệu người rồi các anh chị. Và nếu như mà trong thời gian sắp tới thì chắc chắn là sẽ full, đầy, gọi là lấp đầy, là 97 triệu dân sẽ biết đến cái kinh doanh online của Shopee và biết đến sàn thương mại Shopee các anh chị ha. Rồi có một cái điểm rất đặc biệt ở đây, đó là chúng ta sẽ có những cái khóa học các anh chị. Bao nhiêu anh chị ở đây là mình cảm thấy là khi mình bắt đầu nó rất là khó khăn, mình không biết kinh doanh từ đâu và mình không biết bắt đầu từ đâu các anh chị. Đây, mình chưa hiểu hết về bán hàng trên app đúng không ạ? Các anh chị sẽ thấy là gì, rất là tuyệt vời đúng không? Và các anh chị biết là dạ, là mình sẽ không cần phải tự mày mò. Bình thường các anh chị muốn đi kinh doanh những nơi khác thì các anh chị phải làm gì ạ? Các anh chị biết các anh chị phải làm gì không? Phải đăng ký đi học một khóa học ở bên ngoài, nào là diễn giả này diễn giả kia đúng không, là sẽ hướng dẫn kinh doanh online trên sàn thương mại điện tử Shopee, rồi là cách nào giúp cho bạn bán hàng thành công ở Amazon, cách nào giúp các bạn kinh doanh tạo một cái đơn hàng hiệu quả trên Lazada đúng không? Thì sẽ có rất là nhiều những cái khóa học ngoài kia, các anh chị sẽ được học để mà cái gì ạ? Là mình phải trả tiền cho họ để mình đi học, và sau đó là mình sẽ về mình tự mày mò, mình tự nghiên cứu, chứ cũng chẳng ai dạy cho các anh chị cả, chẳng ai hướng dẫn cho các anh chị cả. Nhưng khi các anh chị đến với Shopee, khi các anh chị đến với Shopee thì các anh chị sẽ có được học tất cả những cái buổi học là hướng dẫn từ A đến Z, từ cái việc các anh chị đăng bài như thế nào, cũng phải đăng cho nó hay, đăng cho đúng chuẩn, content như thế nào, đăng sao để mà không có bị gì bóp tương tác, rồi Facebook nó sẽ không có nó không có chặn các anh chị. Rất là nhiều những cái kiến thức mà các anh chị sẽ được học ở đây, và những cái khóa học này sẽ được hướng dẫn qua toàn bộ là online các anh chị. Mình sẽ học được về sản phẩm, ví dụ như các anh chị học sâm đúng không, các anh chị bán kinh doanh sản phẩm sâm, nhân sâm, thì các anh chị sẽ học lớp nhân sâm. Các anh chị muốn bán máy rửa chén Qoo Chain, các anh chị học các lớp bán máy rửa chén Qoo Chain. Và tất nhiên là những người bán hàng xuất sắc nhất họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm làm sao họ có thể kinh doanh được, họ tìm kiếm khách hàng ở đâu và họ đã tư vấn cho khách hàng như thế nào để họ có thể có được doanh số như vậy, thì họ sẽ chia sẻ hết ở đây. Cộng đồng Shopee là rất tuyệt các anh chị, họ chia sẻ tất cả mọi thứ cho các anh chị luôn. Hình dung không? Cho nên là các anh chị đừng có lo lắng về cái việc là mình mới bắt đầu mình chưa biết gì hết đúng không ạ? Vậy thì ở đây chúng ta không tự nghiên cứu, không tự mày mò, không tự cô độc một mình, mà chúng ta sẽ có tất cả những anh chị cộng đồng kinh doanh Shopee, họ sẽ huấn luyện và chia sẻ cho các anh chị để mà các anh chị có được kết quả tốt nhất, được chưa? Đấy, các anh chị đã thấy nè, đây là những cái hoa hồng, một số kết quả thu nhập hoa hồng của một số anh chị là bán được doanh thu rất lớn. Ví dụ như là chị Trương Thị Mỹ Hoa làm doanh số là 120 triệu trong một tháng các anh chị Hạnh Nhung là 72 triệu tuần, trong một tuần các anh chị. Đây là cái đợt mà doanh thu bán rất là tốt của một số anh chị bán lẻ rất là tuyệt vời, lợi nhuận đến từ bán lẻ các anh chị thấy không ạ?
là ví dụ như là ở đây là có 35 triệu, 35 triệu mình trừ thuế các kiểu là kia nữa là còn 35 triệu các anh chị ha. Đấy, 29 triệu của chị Mai Chi. Đấy là thu nhập ha. Đây các anh chị, đây là anh Nguyễn Văn Minh đến từ Nha Trang, ngành điện kinh doanh Robby từ tháng 10 năm 2021. Thì các anh chị thấy là cái thu nhập của anh đó là 48 triệu tháng 5, tháng 10 là 27 triệu và tháng 12 là 37 triệu, tức là mỗi tháng là đều có một cái doanh số, một cái hoa hồng rất cao các anh chị nha. Hoa hồng này rất là cao luôn. Cho nên các anh chị sẽ thấy là đây là một cái điều rất là tuyệt vời. Bởi hàng nói các anh chị á, là không có cái gì tốt bằng là cái việc là các anh chị có được cái sự hỗ trợ đến từ một cái đối tác mà có đầy đủ tất cả mọi thứ về công nghệ, về sản phẩm kinh doanh, về hỗ trợ, về bán hàng, về sale, về hướng dẫn kinh doanh, về đào tạo kinh doanh, về không giao hàng, không tồn kho, không nhập hàng và không cần các anh chị phải có kinh nghiệm thì các anh chị mới có thể kinh doanh được hiệu quả. Các anh chị thấy không ạ? Rất là nhiều những cái phần hoa hồng các anh chị nhìn thấy trên đây là nhờ những khóa học của Robby, nhờ những khóa học mà đã hỗ trợ cho các anh chị này từ một người không biết bán hàng, không biết kinh doanh online cho đến cái việc là có được cái nguồn thu nhập như thế này. Thằng nói là tệ nhất ở Robby cũng có thể giúp cho các anh chị kiếm được khoảng tầm từ 3 đến 5 triệu. Tệ nhất nha các anh chị, tệ nhất nha. Các anh chị cũng kiếm được từ 3 đến 5 triệu trong những tháng đầu tiên. Còn nếu như mà các anh chị bán tốt, các anh chị sẽ được 10 triệu, 15, 20, 30, 40, 50, thậm chí là 60 triệu một tháng. Đó là tùy vào cái thời gian và cái công sức của các anh chị bỏ ra thôi. Được chưa? Bán nhiều thì mình hưởng nhiều, bán ít thì mình hưởng ít. Không bán thì không mất gì. Nhưng mà không áp doanh số, không có gì cả. Nên là mình cứ an tâm, mình rảnh lúc nào mình kinh doanh lúc đó các anh chị nhé. Rồi, ngoài ra thì các anh chị sẽ nhìn thấy đây, ví dụ như anh Phước Lộc ha. Anh Phước Lộc là hàng chia sẻ với các anh chị là anh có kinh doanh, ban đầu thì anh bán một số cái dòng sản phẩm về gia dụng thôi, về hàng sức khỏe thôi các anh chị. Nhưng mà sau đó bắt đầu là anh chuyển sang bán hàng gia dụng như máy lọc nước thì bắt đầu anh có lợi nhuận lên đến 52 triệu một tháng. Bán máy lọc nước nên các anh nam nếu vào đây á, các anh nam phải đặt mục tiêu mình bán những cái sản phẩm mà giá trị cao như thế này. Hình dung không các anh chị? Rồi. Ok các anh chị ha. Thì mình sẽ ở đây mình sẽ có một chút xíu như thế này là sẽ hỗ trợ cho các anh chị về cái khóa học đầu tiên là mình sẽ có giao lưu với một anh. Các anh chị ở đến cuối chương trình nha. Mình sẽ còn khoảng tầm độ 20 phút nữa mình kết thúc chương trình này. Và các anh chị sẽ nhớ giúp cho Hằng là gì ạ? Là ở đến cuối chương trình bởi vì sẽ có một cái ưu đãi rất đặc biệt và chỉ dành riêng cho các anh chị đăng ký trong ngày hôm nay thôi. Nên anh chị nào mình không ở lại đến cuối thì các anh chị sẽ mất đi cái cơ hội hợp tác cùng với lại Dropy. Được chưa? Và bây giờ thì Hằng sẽ xin phép là Hằng mời lên đây. Đây là một gọi là một học viên và một anh là gọi là đối tác kinh doanh của Robby. Anh đã bắt đầu với lại kinh doanh online của Robby một thời gian và anh đã có được cái nguồn thu nhập rất tốt cho mình. Mặc dù là anh cũng có kinh doanh riêng nhưng mà anh vẫn làm thêm để mình có thể kiếm thêm một cái nguồn thu nhập. Không biết là anh Trung đã có trong trong phòng Zoom của mình chưa ạ? À? Thì em xin phép là nhờ anh Trung giơ tay lên ạ. À. À rồi. Ok. Anh có thể chia sẻ một tí xíu về cái quá trình anh đã học ở Robby cũng như là những khóa học đã hỗ trợ gì cho anh được không ạ? Rồi được em. Rồi, cảm ơn Phạm Hằng rất là nhiều. Và Trung xin giới thiệu về bản thân mình một chút. Trung hiện Trung tên đầy đủ là Phan Vĩnh Trung và hiện tại Trung đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Và cái công việc chính của Trung á là Trung kinh doanh quán ăn ạ. Và Robby là cái công việc thứ hai, công việc làm thêm của Trung ạ. Và các anh chị ngồi trong phòng Zoom này cách đây khoảng hơn một năm thì Trung cũng giống như các anh chị đây, cũng là vào học cái xem cái Zoom chia sẻ về mô hình kinh doanh thông minh của Robby, và Trung cũng có những cái băn khoăn cũng giống như các anh chị. Thì Trung làm không biết là mình vào mình có bán được hàng không, rồi mình không biết là mình cũng là không có rành về công nghệ, mình cũng không biết là mình có làm được hay không, rồi cái chất lượng sản phẩm thì như thế nào đó, có những cái băn khoăn, có rất là nhiều những cái băn khoăn đó. Nhưng mà những cái đó thì Trung đã được Robby là hỗ trợ Trung rất là nhiều đó, thông qua các khóa học. Thì khóa học như là khóa học là Kung Fu Online nè đó, khi Trung vào đầu tiên Trung vào Robby là được học 6 cái buổi Kung Fu Online của Robby đào tạo cho Trung, và chương trình marketing không đồng hoặc là các link về sản phẩm. Thì qua cái quá trình học đó là Trung được các anh chị ở trong Robby hỗ trợ rất là nhiều, các anh chị đi trước, các anh chị bán hàng giỏi, các anh chị bestseller, người ta hỗ trợ Trung rất là nhiều. Và cái như các anh chị biết, cái kết quả kinh doanh của Trung á, Trung cứ nghĩ là mình sẽ không bán được. Đầu tiên là mình vào mình cứ nghĩ là mình sẽ trải nghiệm sản phẩm thôi, tại vì ở trên Robby nó có rất là nhiều sản phẩm,
chất lượng, cho nên là mình vào mình chỉ trải nghiệm thôi chứ mình không nghĩ là mình bán được đâu. Nhưng mà sau một năm kinh doanh cùng Rugby á, thì cái Trung đã bán được cái doanh thu cá nhân của mình á, cũng được gần 300 triệu các anh chị. Thì như các anh chị đã biết á, cái mức chiết khấu hoa hồng từ 30 đến 45% thì các anh chị tính ra thì cũng biết được là doanh thu của Trung một tháng là bao nhiêu rồi. Và khi mà Trung vào Rugby đó thì ngoài được sự học được các chương trình của Rugby đào tạo, và Trung được sự hỗ trợ rất là nhiều, rất là nhiệt tình của các anh chị, chứ không phải là giống như bên ngoài thì các anh chị ở trong Rugby đó là người ta rất là hòa đồng. Nói chung là mình không biết cái gì thì các anh chị đều hỏi, mình hỏi là các anh chị đều có thể là trả lời, đều có thể là hỗ trợ mình hết mình đó các anh chị. Và khi mình gặp khó khăn á, thì các anh chị đi trước á, thì người ta cũng vẫn hướng dẫn cho mình. Hướng dẫn là từ cái cách là Trung có thể là Trung copy hình ảnh như thế nào, Trung đăng bài lên trên Facebook, Zalo, TikTok để Trung bán hàng như thế nào. Đó, thì nhân đây thì Trung cũng cảm ơn công ty Rugby đã tạo ra cái mô hình kinh doanh rất là tuyệt vời. Và Trung hy vọng là nhớ những cái chia sẻ của mình á, thì các anh chị chúng ta có thể là tìm được một cái công việc làm thêm cũng giống như Trung, để có thêm cái nguồn thu nhập để cải thiện cuộc sống của mình. Và Trung cảm ơn các anh chị đã lắng nghe cái phần chia sẻ của Trung ạ. À, quá tuyệt vời các anh chị ha. Mình sẽ cảm ơn anh Trung rất là nhiều để mà mình có thể là có một cái sự chia sẻ rất là đơn giản, chân thành. Mà anh Trung cũng là một gọi là một chủ doanh nghiệp có công ty riêng ở ngoài các anh chị ha. Có một kinh doanh truyền thống ở ngoài thì anh cũng thấu hiểu cái việc là rủi ro chi phí nó như thế nào. Và rất là nhiều anh chị mình cũng kinh doanh giống như vậy thì các anh chị cũng hiểu. Tuy nhiên là anh Trung cũng dành thời gian rảnh rỗi để mình kinh doanh thêm. Anh Trung thời gian đầu vào thì cũng chưa có biết kinh doanh nhiều đâu các anh chị. Nhưng mà sau khi mà đi học rất nhiều những cái lớp học tại Rugby thì anh Trung đã là một trong những cái người best seller tại Rugby và kinh doanh rất là hiệu quả. Cũng như là hiện tại là anh Trung cũng đang có những cái mục tiêu là trở thành những cái đối tác kinh doanh xuất sắc nhất của năm do Rugby là hỗ trợ cho các sẽ thưởng, có những cái khoản thưởng. Thì bây giờ thì Hằng cảm ơn anh Trung rất là nhiều đã chia sẻ một chút xíu cảm nhận của mình về những cái khóa học của Rugby ha. Và bây giờ thì Hằng xin phép Hằng share lại cái màn hình cho các anh chị để mà có cho các anh chị một số cái fanpage của công ty để các anh chị vào đây các anh chị xem ha. Ví dụ như đây là Rugby, các anh chị ở đây là mình kinh doanh thật, người thật, việc thật, sản phẩm thật và đơn hàng thật các anh chị ha. Ở đây như là lúc nãy Hằng có nói với các anh chị là tất cả những cái content này, những cái hình ảnh này các anh chị sẽ được chuẩn bị sẵn hết. Ví dụ như lễ này chúng ta sẽ kinh doanh gì, đến Tết chúng ta kinh doanh gì, rồi đến Trung Thu chúng ta có bánh Trung Thu, đến Tết chúng ta có quà Tết, đến ngày lễ chúng ta có hộp quà ngày lễ cho các anh chị em để mà mình có thể tặng cho người người yêu, người bạn bè, ba ông bà, bố mẹ, gia đình của chúng ta, đúng không ạ? Những người thân yêu nhất của chúng ta. Thì chúng ta sẽ có những cái phần quà chúng ta sẽ bán cho những cái khách hàng của mình, họ tặng cho khách cho những cái người thân của họ. Đấy, ví dụ như ra đơn ào ào 18 tháng 3, các anh chị thấy không? Những hình ảnh này mình ngồi mình thiết kế nó rất là xấu các anh chị. Nhưng mà ở đây có Shopee làm sẵn nha các anh chị luôn. Và các anh chị chỉ cần vào đây các anh chị lấy hình ảnh thôi. Ngoài ra các anh chị, ngoài ra ha, ví dụ như các anh chị muốn kinh doanh sản phẩm nào thì các anh chị sẽ vào đây cho Hằng. Xin chào, đây là một cái trang cộng đồng của riêng Shopee Việt Nam. Thì các anh chị sẽ thấy là mỗi nhà cung cấp sẽ có một cái trang khác nhau như thế này. Thì khi mà các anh chị vào đây các anh chị sẽ thấy là có một cái group riêng. Và trong cái group này nó sẽ có rất là nhiều những cái content này, những cái video có sẵn cho các anh chị luôn, những hình ảnh có sẵn như thế này và những cái lớp học cho riêng cái dòng sản phẩm mà các anh chị theo đuổi. Ví dụ như các anh chị bán mỹ phẩm thì các anh chị đi theo mỹ phẩm, các anh chị bán cái sản phẩm là cái này là giảm cân các anh chị thì các anh chị sẽ vào đây, đúng không? Đấy, thì combo thải độc giảm cân này, đấy thì chúng ta sẽ được dược sĩ này, chuyên gia họ sẽ đào tạo cho mình về kiến thức nền tảng, sau đó chúng ta sẽ được học về sản phẩm, chúng ta sẽ được bán hàng như thế nào, những chương trình khuyến mãi tặng ngay cái này khi mua cái này các anh chị ha. Rồi đấy, rất là nhiều những cái content để các anh chị có thể có sẵn luôn. Ví dụ như ở Sichoy thì có sẵn cái content để cho các anh chị có thể là vào đó để mà các anh chị đây ví dụ này, đây là mỹ phẩm nè, ví dụ lúc nãy là giảm cân đúng không, còn đây là mỹ phẩm thì các anh chị có thể có sẵn content để vào đây mà gì ạ, vào đây để copy. Bình thường mà mình phải mua một cái sản phẩm là không lẽ mình cứ kinh doanh cái nào mình cũng phải cứ lấy hình ảnh rồi mình phải chụp với sản phẩm thì mình mới kinh doanh được, đúng không các anh chị? Không, mình chỉ cần là gì ạ, là mình vào đây mình lấy cái cộng đồng, trong cái hình ảnh trong cái cộng đồng này tất cả mọi người đều share trên đây các anh chị. Ví dụ là cộng đồng kinh doanh về mỹ phẩm thì trên đây là có rất là nhiều hình ảnh này, rất là nhiều lớp học này, rồi rất là nhiều những cái feedback như thế này.
Việc của các anh chị là gì? Lên đây tải hình, copy, rồi sau đó lấy cái gì các anh chị? Lấy video này, review, feedback của khách hàng, đúng không? Xong rồi gì các anh chị? Content, đấy, rồi thăng hạng kinh doanh. À, ví dụ như đạt doanh số 5 triệu tặng ngay một bộ 1 triệu máy, doanh số 10 triệu tặng ngay một bộ 2 triệu máy các anh chị ha. Đó, rồi rất là nhiều những cái hình ảnh feedback khách hàng, video như thế này các anh chị cứ có việc là tải về và đăng bài và gửi cho khách hàng thôi, thì nó đã là một cái sống động về cái sản phẩm cho các anh chị rồi. Chứ không thể nào mà mình gửi cái hình ảnh sản phẩm mà nó quá chi là lý thuyết và quá chi là hình ảnh online, đúng không các anh chị? Mình phải lấy hình ảnh thực tế như thế. Còn ví dụ như là hàng nói các anh chị này, à cô Chen ha. Ví dụ như hàng nói các anh chị bán những cái hàng như thế này. Hàng ví dụ ha, cộng đồng cô Chen đây. Ví dụ như các anh chị vào đây, các anh chị sẽ thấy này, ví dụ như các anh chị bán được máy 6 cái máy ép chậm trong một tháng, các anh chị sẽ được tặng một chuyến du lịch Thái Lan 3 ngày 2 đêm. À, nhà cung cấp tặng cho các anh chị luôn ha. Ngoài ra thì vào đây các anh chị ha, ví dụ như mình bán một cái máy xay thịt nè, đó không? Thì các anh chị sẽ có những cái hình ảnh những cái bữa ăn đến từ cái máy xay thịt này, đúng không? Các anh chị thấy không ạ? Thịt xay xong rồi nấu canh. Mình phải đăng những cái hình ảnh thực tế như thế này thì mình mới thu hút được khách hàng các anh chị. Không phải là các anh chị cứ đăng cái máy không thôi là các anh chị đăng sản phẩm là các anh chị sẽ không bao giờ thu hút được khách hàng. Mà chúng ta phải đăng những cái hình ảnh như thế này, quá đẹp đúng không các anh chị? Có sẵn hình ảnh cho các anh chị luôn. Mà mình còn không kinh doanh được nữa thì thôi, chứ hằng không biết như thế nào luôn. Mọi thứ nó sẵn sàng luôn rồi. Lâu lâu là có flash sale các anh chị. Bạn mua bán được cái này thì sẽ được tặng cái này. À mua được cái này sẽ tặng cái này. Thì khách hàng của các anh chị có thể là chốt đơn rất là nhanh. Đấy, xong rồi những cái video như thế này. Đấy, review như thế này, đúng không? Đấy. Nguyên liệu gồm 3 quả trứng gà. Đấy. Chân thực sống động như vậy thì mình mới làm được ăn cà phê các anh chị, quá hay đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ có cà phê trứng, đúng không? Cà phê trứng bằng cái máy của Cu Trang các anh chị ha. Rồi rất là nhiều những hình ảnh như thế này, các anh chị cứ tải về thoải mái, chưa? Cứ lấy về thoải mái để mà mình đăng bài đây. Ví dụ như là gì ạ? Khi đàn ông vào bếp, đúng không? Đấy, à, rất là nhiều những cái thông tin như thế này, các anh chị cứ thoải mái vào đây các anh chị lấy. Cái quan trọng là mình có cộng đồng, mình share hình ảnh, video, các thứ content có sẵn để các anh chị đăng bài. Nó khỏe vô cùng, ngồi mình chụp hình rất là mất thời gian. Được chưa? Ngoài ra thì ở trong Copy Business Training, nó sẽ có cho các anh chị tất cả những cái lịch học như thế này. Và các anh chị kinh doanh cái gì thì mình sẽ học cái đó. Ví dụ như là 10 giờ sáng học sản phẩm giảm cân, 14 giờ chiều học sản phẩm là máy làm đẹp, 16 giờ tối học sản phẩm về là tim mạch, đúng không ạ? Đây, lịch training của hàng tuần nó sẽ có thứ mấy giờ là các anh chị sẽ được học hết tất cả những cái lịch này. Nếu như mà các anh chị kinh doanh dòng sản phẩm đó nhưng mà ngày hôm đó các anh chị bận thì không học được thì mình có thể coi lại cái livestream ở trên kênh của Robby. Đấy, các anh chị thấy không ạ? Là họ đào tạo rất kỹ về sản phẩm như thế này cho các anh chị kinh doanh. Tuy nhiên cơ thể chúng ta là một cái bài báo cáo khoa học về cái thành phần mình học này. Được học rất là kỹ về sản phẩm để mình kinh doanh các anh chị ha. Đấy, rồi sản phẩm làm đẹp tất cả mọi thứ, miễn sao là mình chịu khó có thời gian rảnh rỗi mình bật cái này lên mình xem, cái gì kinh doanh cái nào cái gì học cái đó thôi nha, chứ mình không học hết ha. Ok ha. Rồi tiếp theo á, là có thể cho các anh chị xem một cái nữa, đó là cộng đồng kinh doanh online thông minh các anh chị. Đây, đây là cộng đồng của chúng ta, nó sẽ bao gồm là gì? Khoảng tầm độ là bao nhiêu thành viên ta? 91.800 thành viên các anh chị. Lúc mà Hằng mới tham gia lúc đó chỉ có đâu đó chưa tới 10 thành viên thôi, mà bây giờ là 91.800 thành viên các anh chị sau 4 năm. Thì các anh chị sẽ thấy là Robby là phát triển rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Đây là Sắc Bình và đây là chủ tịch của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam. Các anh chị có thể lên trên mạng, các anh chị search kiểu Robby thôi, các anh chị sẽ thấy rất là nhiều những thông tin báo chí về Robby. Các anh chị sẽ thấy được rằng là Robby là một nơi rất là uy tín, một sàn điện tử rất uy tín, và ngay cả chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử tại Việt Nam cũng đã ghé thăm và đã ủng hộ, rất là ủng hộ và rất là thích cái mô hình kinh doanh của mình, đã tạo ra công ăn việc làm cho rất nhiều anh chị tại Việt Nam. Và đây thì các anh chị cũng thấy là mình quay lại một chút xíu về cái mô hình của mình các anh chị ha. Thì ở đây là Hằng nói là khẳng định với các anh chị luôn, chỉ cần các anh chị đi học thôi thì tất cả những cái mà các anh chị trước giờ các anh chị không dám làm, các anh chị không làm được ấy, không, các anh chị muốn có thêm một cái thu nhập thì đây là nơi mà các anh chị sẽ giúp cho các anh chị có được cái thu nhập rất là tuyệt vời. Hình dung các anh chị, nó sẽ giúp cho các anh chị có một cái nguồn thu nhập rất là tuyệt vời và mang đến được các anh chị thời gian rảnh rỗi thôi, nhưng mà kiếm thêm 5, 10, 15, 20 triệu, các anh chị thấy ổn không ạ? Chỉ làm vào thời gian rảnh thôi, nhưng mà mình kiếm thêm được nguồn thu nhập như thế này, mình không ảnh hưởng đến công việc chính của mình rảnh lúc nào thì mình kinh doanh lúc đó.
Và Hằng nói với các anh chị, mình không có bất kỳ một cái đối tác nào có thể giúp cho các anh chị có được kết quả như vậy. Hằng nói thật với các anh chị luôn là Hằng, bản thân Hằng đã từng trải qua kinh doanh rất nhiều thể loại, kinh doanh online, kinh doanh truyền thống, rồi có kinh doanh làm MLM, rồi cũng có kinh doanh mở cửa hàng, rồi cũng có bất động sản, tài chính, chứng khoán, mỹ phẩm online, tất cả mọi thứ Hằng đã kinh qua hết rồi các anh chị. Nên là Hằng đi tìm kiếm rất nhiều nhà cung cấp để mà cung cấp hàng cho mình, để mình đi bán hàng các anh chị. Nhưng mà các anh chị biết là gì? Là rất khó để mà có được một đối tác cho mình hàng nghìn mặt hàng, rất nhiều hàng trăm chục nhãn hàng như vậy để mà có thể hợp tác với cái mức chiết khấu như thế, mà mình lại không cần phải nhập hàng, mình lại không cần phải tự giao hàng, và mình còn được huấn luyện kinh doanh. Đấy, các anh chị thấy như thế nào ạ? Rất là tốt đúng không ạ? Vậy thì bây giờ các anh chị ha, bây giờ mình sẽ có một cái là khóa học mà yêu cầu đầu tiên, khóa học yêu cầu đầu tiên mà tất cả các anh chị, tất cả các anh chị mình sẽ cần phải bắt buộc các anh chị phải tham gia nhé. Robby không yêu cầu các anh chị nhập hàng, không yêu cầu các anh chị phải gì ạ, là áp doanh số hàng tháng, không yêu cầu các anh chị phải gì thanh toán đơn hàng trước, không yêu cầu các anh chị phải chịu trách nhiệm những cái rủi ro trong quá trình giao vận chuyển. Chỉ cần các anh chị có một cái điều kiện duy nhất, đó là các anh chị phải đi học, được chưa? Người ta nói là gì? Là mình phải đi cái gì ạ? Mình không biết, cái gì mình không biết, muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học, đúng không các anh chị? Không có ai mà tự nhiên không không mà mình có thể kiếm được cái nguồn thu nhập như vậy. Và cũng không có ai tự nhiên không không mà không biết bán hàng mà có thể bán hàng tốt. Và cũng không có ai tự nhiên mà đùng đùng một phát vừa ra trường, vừa học cấp 3 xong là có thể đi làm bác sĩ, là có thể đi làm gì ạ? Là doanh nhân, có thể đi là kinh doanh, hoặc có thể là làm tất cả những cái việc mà tất cả nghề trên thị trường, trên xã hội, đúng không các anh chị? Vậy thì ở đây, cái mà các anh chị cần ở đây là cần có kiến thức các anh chị. Cái người ta nói là gì ạ? Là đầu tư thông minh nhất là đầu tư vào kiến thức cho bản thân của mình. Một người các anh chị có thể là có được cái thu nhập, có được cái ví dụ như trúng Vietlott đúng không, trúng 92 tỷ đi, đùng một cái gì có thể mất ngay lập tức trong vòng một tháng. Nhưng mà nếu như một người không có bất kỳ một đồng tiền nào trong tay, nhưng mà họ có được cái cách kiếm tiền và họ giỏi, họ có năng lực thực sự về việc kiếm tiền, thì chắc chắn là họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền các anh chị hiểu không ạ? Cho nên ở đây cái quan trọng là kiến thức các anh chị. Kiến thức và năng lực kiếm tiền nó sẽ giúp cho các anh chị kiếm được cái nguồn thu nhập tốt, chứ không phải là các anh chị cứ bang bang ra thấy người ta bán cái mình cũng làm theo. Các anh chị hình dung không ạ? Nên khi mình bắt đầu với bất kỳ một cái công việc kinh doanh nào thì cái việc đầu tiên của mình đó là mình phải đi học các anh chị. Người ta nói là gì? Là phải học. Hằng nói là biết, muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học, đúng không ạ? Vậy thì ở đây các anh chị, mình muốn biết được, hiểu rõ được thì các anh chị cứ đặt câu hỏi. Còn nếu như mà các anh chị muốn thành công trong lĩnh vực kinh doanh online thì Hằng khuyên một các anh chị một điều thôi: đừng có nhập hàng, đừng có bất kỳ một cái gì hết mà thấy người ta nhập về mình cũng kinh doanh. Thì các anh chị chỉ cần gì đầu tư cho Hằng đi học thôi. Chỉ cần đi học, dành thời gian đi học cho Hằng thôi. Và nếu như mà các anh chị không học, các anh chị sẽ không kinh doanh được hiệu quả. Thì đó là lỗi tại các anh chị. Hình dung mà Robby có sẵn cho các anh chị một cái khóa học hướng dẫn kinh doanh online từ cơ bản cho đến nâng cao. Và chúng ta sẽ có 6 buổi học. Và 6 buổi đầu tiên này là 6 buổi bắt buộc tất cả các anh chị đều phải học. Được chưa? Đều phải học. Và nếu như các anh chị không học á, thì Hằng nói một cái điều như thế này nè: nếu các anh chị không học ha, thì chúng ta sẽ không có biết tư vấn cho khách hàng, không kinh doanh online Robby hiệu quả. Lúc này á, khách hàng người ta sẽ nói là gì? Sản phẩm Robby không chất lượng. Nhưng mà tại bởi vì gì? Do chính cái người tư vấn là đại lý tư vấn, họ không học, họ không đi học, họ không am hiểu về sản phẩm, họ không am hiểu về kinh doanh, cho nên họ kinh doanh không hiệu quả, họ bán hàng cho khách hàng nó không có được đạt với những cái gì mà khách hàng mong muốn. Vậy thì ở đây các anh chị, lỗi nó không phải nằm ở Robby, mà Robby bắt buộc nó sẽ ảnh hưởng đến cái thương hiệu của Robby, đúng không ạ? Tại vì họ sẽ kiện Robby rằng là bán hàng là người tư vấn họ không am hiểu, họ tư vấn sai. Vậy thì ở đây các anh chị, Robby chỉ yêu cầu duy nhất các anh chị thôi, đó là mình hãy đi học, đúng không anh chị? Mình phải đi học. Và 6 buổi này sẽ là 6 buổi căn bản nền tảng nhất giúp cho các anh chị có được cái thu nhập tốt nhất các anh chị nha. Hằng nói các anh chị, nếu như mà 6 buổi học này học xong, các anh chị không những là giúp cho cái kinh doanh của ở tại Robby có kết quả tốt, mà nó còn giúp cho kinh doanh hiện tại của các anh chị luôn. Tức là tất cả những cái kinh doanh trước đây của các anh chị đều sẽ, hoặc là hiện tại, hoặc là những cái công việc hiện tại của các anh chị, nó sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất. Bởi vì đúng rồi, chính xác là phải có kiến thức về ngành kinh doanh của mình, có kiến thức về cái việc mà mình sẽ làm trong tương lai, đúng không? Thì mình mới bán được hàng thực sự giỏi. Đồng ý không các anh chị? Các anh chị có đồng ý với Hằng là các anh chị sẽ đăng ký để đi học được không ạ? Các anh chị sẽ đi học, được chưa?
đi học để mình giỏi hơn, đi học để có kiến thức. Và cái quan trọng nhất là gì các anh chị? Học xong có sản phẩm để ngay lập tức thực hành. Cái quan trọng là các anh chị được cấp một cái tài khoản kinh doanh và ngay lập tức được thực hành luôn các anh chị. Thì buổi thứ nhất chúng ta sẽ nói về gì? Chiến lược marketing là tổng quan về thị trường kinh doanh online. Thứ hai là marketing các anh chị, là giám đốc marketing sẽ đào tạo cho các anh chị về cái chiến lược marketing đúng. Thứ ba đó là về sản phẩm, thì họ sẽ chia sẻ các anh chị về cách lựa chọn sản phẩm phù hợp với cái hoạt động kinh doanh và cái tệp khách hàng hiện tại mà các anh chị đang có. Thứ tư đó là các anh chị sẽ được học cách bán hàng, được chưa? Được học cách bán hàng. Và thứ năm đó là các anh chị sẽ biết làm sao đó để đăng bài cho nó hiệu quả. Đăng bài mà người ta mua hàng, chứ không phải là đăng bài mà người ta bị bóp tương tác, bị Facebook bóp tương tác, các anh chị nhung mà. Nên mình sẽ đăng bài một cách khôn khéo, một cách nó chi tiết hơn, nó cụ thể hơn là đăng như thế nào. Đăng content ra làm sao để mình có được cái đơn hàng từ khách hàng, được tìm kiếm được khách hàng. Và cuối cùng các anh chị sẽ hiểu được cái cách làm sao mà mở rộng cái kinh doanh của mình ra trên hàng trăm, hàng nghìn khách hàng của mình trên toàn cầu, trên toàn quốc các anh chị. Vậy thì 6 buổi học này là 6 buổi nền tảng và bắt buộc tất cả các anh chị đều phải tham gia. Ở đây á, thì Hằng cũng không có nói các anh chị là mình phải đi học đúng giờ. Nó sẽ diễn ra vào tối thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Và nếu như các anh chị mình không học được trực tiếp thì các anh chị sẽ, ban tổ chức sẽ gửi lại cho các anh chị những cái file ghi âm để các anh chị có thể học lại, được chưa? Nhưng mà nếu như mà các anh chị học trực tiếp thì các anh chị sẽ trao đổi với diễn giả tốt hơn. Và cái quan trọng là sau khi học xong, các anh chị sẽ được có một cái tài khoản trên ứng dụng kinh doanh của Shopee. Và chúng ta sẽ được kinh doanh tất cả các mặt hàng mà không cần phải nhập bất kỳ một sản phẩm nào, vẫn được chiết khấu rất tốt các anh chị nha. Thì đây là cái khóa học căn bản đầu tiên. Và sau cái khóa học này á, thì các anh chị mình sẽ được là học hàng trăm, hàng nghìn cái khóa học khác nữa. Hằng nói ở các anh chị ở Shopee á, là học ngán luôn các anh chị. Học từ A, từ sáng đến tối, học từ A đến Z các anh chị nha. Học không thiếu một cái nội dung nào. Quản lý tài chính, quản lý thời gian khi kinh doanh. Đây các anh chị biết ai không ạ? Là MC Thanh Thảo. Đúng không? MC Thanh Thảo là một cái người rất là nổi tiếng trong chương trình Hugo, đúng không? Các anh chị cũng biết đúng không ạ? Thì sẽ có được giao tiếp chân thành nè, đào tạo các anh chị những nội dung về giao tiếp với khách hàng, làm sao để có thể là tự tin mà làm video, làm livestream, rồi chia sẻ với khách hàng, rồi tư vấn và giao tiếp và tạo mối quan hệ với khách hàng. Thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái buổi học như thế này. Ngoài ra có học với Sắc Linh nè, Thái Vân Linh đó các anh chị. Rồi sau đó là có học với lại Vũ Diệu Thúy nè, học về cách xây dựng thương hiệu cá nhân này, học rất nhiều thứ để các anh chị có thể có một cái nền tảng tốt nhất. Ví dụ ở đây là học về sản phẩm. Nói chung á, là ngoài 6 buổi học đó thì các anh chị học được hàng trăm, hàng chục buổi học khác nữa. Về sau nữa mà thích thì học, mà không thích thì thôi. Học cho đến khi nào bán được hàng thì thôi các anh chị nhé. Hằng cam kết với các anh chị luôn, nếu như các anh chị học xong mà không bán được hàng, học xong và phải làm nha. Học như thế nào, làm y chang như vậy, cô giáo bảo sao, thầy giáo dặn sao, về mình làm y chang như vậy. Hằng cam kết luôn, nếu như các anh chị học xong các anh chị không bán được hàng thì chắc chắn là Robby cũng sẽ là hoàn lại cho các anh chị luôn. Hằng khẳng định với các anh chị như vậy ha. Nếu Robby không hoàn, Hằng cũng hoàn các anh chị. Tại vì sao? Hằng biết chắc chắn ở đây chỉ cần anh chị đi học đầy đủ và anh chị làm đúng theo những gì Robby hướng dẫn, những cái chương trình này huấn luyện, thì chắc chắn các anh chị sẽ kiếm được ít nhất thu nhập từ vài trăm, vài triệu, vài trăm nghìn cho đến vài triệu các anh chị nha. Tệ nhất là các anh chị cũng sẽ làm được cái điều đó, mà tốt nhất thì các anh chị sẽ kiếm được mười mấy, 20 triệu, giống như những anh chị mà Hằng vừa mới share các anh chị cái hình ảnh ở trên đây, đúng không ạ? Đây đó, các anh chị thấy không ạ? Thì đó là cái điều kiện duy nhất thôi để các anh chị đăng ký. Và ngày hôm nay sẽ có một cái ưu đãi rất đặc biệt. Đúng rồi, chúng ta sẽ học toàn bộ là online các anh chị ha. Học giống như thế này nè các anh chị, mình sẽ có một ứng dụng Zoom mà chúng ta sẽ học toàn bộ trên online. Và quan trọng là học xong chúng ta được kinh doanh ngay lập tức một cái app, giống như các anh chị thấy lúc nãy là Hằng có share các anh chị cái app. Thì cái app đó là để dành cho cái việc là gì các anh chị? Dành cho cái việc các anh chị mình sẽ đăng ký để mình tạo một cái tài khoản và mình sẽ kinh doanh ở trên đó luôn các anh chị nha. Ngay khi mình học thành công cái khóa học này thì chúng ta sẽ được đăng ký kinh doanh thực chiến ngay tại lớp và kiếm ra thu nhập ngay trong tháng đầu tiên. Hằng khẳng định với các anh chị luôn ha. Rồi ok. Ở đây thì có một cái điều kiện duy nhất, đó là các anh chị mình sẽ đăng ký một cái khóa học. Và cái khóa học này nó sẽ giúp cho các anh chị có được cái nền tảng là 6 buổi đầu tiên. Ha, và 6 buổi này chỉ đơn giản thôi là các anh chị mình sẽ đăng ký một cái khoản tầm là 599.000. Nó là một cái khoản để mà mình có thể chi trả cho cái chi phí mua cái phòng Zoom. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các anh chị sẽ trả cho cái diễn giả. Robby họ sẽ thuê diễn giả về đào tạo các anh chị, nhưng mà phải trả lương cho họ các anh chị.
thì các anh chị chỉ cần chung tay với Robby thôi, được chưa? Cái khóa học này mình trị giá là 3 triệu nhưng công ty hỗ trợ rồi, các anh chị chỉ cần là hỗ trợ thêm là 600 ngàn cho 6 diễn giả khác nhau. Các anh chị học 6 buổi học này ha, thì coi như mỗi diễn giả các anh chị là bao họ uống một ly cà phê, một bữa ăn thôi các anh chị, là 100 nghìn thôi. Thì như vậy là các anh chị đã có 6 buổi học. Nhưng cái quan trọng là ở đây Robby không có bán học buổi học các anh chị nha, không có bán khóa học, mà nó sẽ là cái gì các anh chị? Nó sẽ là cái quyền lợi để các anh chị đăng ký một tài khoản. Khi các anh chị tải app về, nó sẽ có ở trên cái app của các anh chị á, và nó sẽ có là chiết khấu là từ 15-30%, và các anh chị chính thức được kinh doanh tất cả mặt hàng trên Robby với cái chiết khấu rất tốt, và hoàn toàn là mở một cái tài khoản miễn phí các anh chị nha. À, chỉ cần mình đăng ký một cái lớp học, như một cái lớp học như này thôi, thì chúng ta sẽ được vừa đi học vừa kinh doanh rất là hiệu quả. Ngoài ra thì mình còn được gì ạ? Là học tất cả những cái sản phẩm như thế này, tất cả là học online các anh chị ha. Mình thích học giờ nào, mình thích học lúc nào, học cho đến khi nào mình bán được hàng thì mới thôi. Thì đây là cái mà sẽ yêu cầu duy nhất cho các anh chị, là mình sẽ đăng ký để mình đi học, được chưa? Thì sau khi mình đăng ký mình đi học xong á các anh chị, thì Hằng nói với các anh chị không lẽ là mình không kiếm được cái khoản thu nhập đến từ Robby, đúng không các anh chị? Không lẽ cả một tháng, cả một năm các anh chị không bán được một lon sữa nào, đúng không? Vậy thì ở đây các anh chị chỉ cần là ưu đãi trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ đăng ký là 599.000 thôi. Và chỉ trong ngày hôm nay các anh chị, và chỉ ngay buổi tối ngày hôm nay các anh chị mình đăng ký để là thông tin, thì mình sẽ được một cái suất để mình đăng ký lịch học này, và mình được giảm giá như thế. Là mình có được cái tài khoản để mình kinh doanh luôn các anh chị ha, là mình sẽ được hỗ trợ 6 buổi học nền tảng đầu tiên. Và cái này là tài khoản học mãi mãi về sau các anh chị ha, học mãi mãi về sau, học đến khi nào các anh chị bán được hàng thì thôi. Không những học 6 buổi mà học 60-600 buổi học khác nhau nữa, hỗ trợ từ A đến Z. Và cái quan trọng là các anh chị có được một cái tài khoản kinh doanh, được chưa? Có được một cái tài khoản kinh doanh và hỗ trợ được rất là nhiều những cái sự hỗ trợ, ví dụ như các anh chị thấy là gì ạ? Là có app, có truyền thông, có sản phẩm, hơn 2.000 mặt hàng để giúp các anh chị có được cái nguồn thu nhập như thế này, thì quả thực sự là xứng đáng các anh chị ha. Ngoài ra nếu như mà các anh chị mình đăng ký thì mình sẽ có gì ạ các anh chị? Mình có hai hình thức. Thứ nhất là hình thức, các anh chị nghe kỹ chỗ này nha, không nhiều khi anh chị hỏi lại. Hình thức thứ nhất đó là chúng ta sẽ đăng ký thành đối tác làm chính thức. Hình thức thứ hai là hình thức là cộng tác viên. Khi các anh chị đăng ký làm cộng tác viên thì các anh chị sẽ đăng ký cái khóa học 6 buổi học nền tảng đầu tiên thôi. Chỉ như vậy thôi các anh chị là mình đã được kinh doanh rồi. Nhớ ha. Nhưng mà chiết khấu của mình là chỉ đến 30% thôi. Nhưng mà nếu như các anh chị là có điều kiện mà các anh chị đã đi kinh doanh rồi thì các anh chị nên đăng ký là đối tác chính thức luôn. Thì lúc này là các anh chị sẽ học 6 buổi học đó 59.000 cộng thêm cái phần ký quỹ là từ 5 triệu giảm còn 1,5 triệu thôi các anh chị. Chỉ trong tháng này chúng ta được hỗ trợ còn 1,5 triệu thôi. Nên nếu anh chị nào mà ngay lập tức mình đăng ký ngay bây giờ thì mình sẽ được hỗ trợ giảm giá khóa học còn 599.000 và mình sẽ được đăng ký một cái tài khoản là cộng tác viên, hoặc các anh chị sẽ ký quỹ với mức là 1,5 triệu, và cái khoản này sẽ được hoàn lại 100%, hoàn lại 100% cho các anh chị luôn, và chiết khấu của mình là từ 30-45%. Các anh chị hình dung rõ được hai cái điều quyền lợi và điều kiện chưa ạ? Quyền lợi của đối tác chính thức đó là các anh chị sẽ được chiết khấu từ 30-45%, là gấp đôi so với chiết khấu của cộng tác viên. Và chúng ta cũng sẽ có cái khoản ký quỹ, được chưa? Ký quỹ 1,5 triệu, nhưng ký quỹ này chỉ là một cái khoản là giống như các anh chị đi thuê nhà. Giống như các anh chị đi thuê nhà các anh chị, mình thuê mặt bằng kinh doanh thì mình sẽ có cái khoản cọc nhà, đúng không ạ? Cọc nhà là ví dụ như cọc 1 tháng hoặc cọc 2 tháng gì đó. Rồi tôi thuê căn nhà mà tôi đang ở là tiền thuê mặt bằng, thì trả mỗi tháng, còn tiền cọc là mình sẽ cọc đó để cho mình không có, mình đảm bảo với nhà chủ nhà là mình sẽ không có phá, mình sẽ không có phá nhà hoặc là mình sẽ không có bỏ đi, các anh chị ha. Thì cái này nó chỉ là một cái điều kiện kết hợp tác qua lại thôi các anh chị, khoản cọc như thế này thôi. Nhưng mà khi mà các anh chị không kinh doanh nữa nha, thì hoàn lại 100% cho các anh chị luôn, và mình không có lấy một anh chị đồng nào cả. Nhưng mà chỉ có khóa học là mình đăng ký như thế này để mình trả học phí diễn giả thôi. Ok ha. Thì bây giờ nè, Hằng sẽ share các anh chị xem ha. Các anh chị xem cái app như thế này. Mở lại cho các anh chị xem app. Thực ra Hằng nói các anh chị, bây giờ các anh chị sẽ để lại thông tin ha. Để lại thông tin. À, các anh chị để lại thông tin giúp cho Hằng là 4 số đuôi của số điện thoại. Tên, 4 số đuôi số điện thoại. Và cái cộng tác viên là CTV. Hoặc là tên, 4 số đuôi số điện thoại. Và đối tác thì các anh chị để chữ DT các anh chị ha. Mình sẽ đăng ký ở trên là trên phần khung chat giúp cho Hằng. Và chỉ trong ngày hôm nay các anh chị mới có cái quyền lợi này thôi các anh chị ha. Qua ngày mai và qua ngày kia các anh chị sẽ không có được đăng ký như thế này nữa. Nên là đây là cái ưu đãi duy nhất trong ngày hôm nay, các anh chị để lại tên và 4 số đuôi của số điện thoại của các anh chị. Và cái phía sau là CTV là cộng tác viên, hay là đối tác là ghi chữ DT các anh chị. Được chưa? Là mình sẽ được đăng ký với mức
giảm giá là còn 599.000 cho 6 buổi học. Và cái này là giúp cho các anh chị là có hàng trăm, hàng chục buổi học khác nhau nữa. Và quan trọng là có một cái ứng dụng, các anh chị được đăng ký trên app. Bây giờ Hằng sẽ mở cho các anh chị xem luôn. Được chưa? Hằng sẽ mở cho các anh chị xem luôn ngay lập tức trên đây các anh chị ha. Thì khi mà các anh chị đăng nhập vào app thì nó sẽ hiển thị cho các anh chị những cái về đăng ký, về thông tin ở trên đây. Thì các anh chị mình sẽ giúp cho Hằng là mình sẽ vào trên cái đường link. Các anh chị nhờ cái đường link đăng ký ngay bây giờ, các anh chị đăng ký xong ha, là ban tổ chức sẽ giữ cái suất này cho các anh chị và ngày mai các anh chị sẽ được vào học. Ngay lập tức khi các anh chị học xong á thì các anh chị sẽ có được cái gì ạ? Có được cái app để mà kinh doanh ngay lập tức luôn các anh chị nha. Ngay lập tức ngày mai các anh chị sẽ được học và được kinh doanh ngay lập tức luôn, vừa học vừa thực chiến. Hằng cam kết với các anh chị, nếu như mà các anh chị học xong á mà các anh chị không cảm thấy là các anh chị bán được hàng á thì xin thưa là các anh chị là các anh chị hoàn toàn có thể tìm đến Hằng và các anh chị nói là ơ Hằng ơi, chị học xong chị không bán được gì hết. Với điều kiện là học xong phải bán nha. Còn học xong mà không bán thì chắc chắn là các anh chị mình sẽ không có kết quả là đúng rồi. Đương nhiên người ta nói là phải vừa học vừa thực hành mới có kết quả đúng không các anh chị? Ở đây, đây các anh chị nếu muốn thực ra Hằng nói các anh chị như này nè, có nhiều anh chị ngộ lắm. Có 599.000 và 600.000 đó các anh chị mà tiết lên tiết xuống trong khi á là gì? 600.000 đi nhậu nó cũng hết. 600.000 đi ăn chơi nó cũng hết. 600.000 đi đám cưới nó cũng tệ nhất bây giờ, cũng ở thành phố Hồ Chí Minh là đi phải cả triệu các anh chị. Đi 500-600.000 là chuyện rất bình thường luôn. Nhưng mà 500.000-600.000 các anh chị bỏ ra để các anh chị mua sách, 600.000 các anh chị bỏ ra các anh chị đầu tư kiến thức, 600.000 các anh chị bỏ ra để các anh chị có thêm một cái ứng dụng kinh doanh hơn 2.000 mặt hàng để mà có được cái thu nhập 5-7 triệu một tháng thì các anh chị lại thấy tiếc. Hằng nói gì? Bây giờ các anh chị cần là gì? Đăng ký đi học thôi. Chỉ cần đi học, không cần nhập hàng, không áp doanh số, không bất kỳ một cái gì hết luôn. Nhưng mà các anh chị lại không có gì ạ. Các anh chị nhớ nhắn tin cho mọi người nha. Các anh chị đang nhắn tin trực tiếp cho Hằng rất là nhiều luôn á. Đăng ký trực tiếp cho Hằng quá trời luôn các anh chị. Hằng thấy các anh chị nhắn tin là đăng ký nhắn trực tiếp cho Hằng rất nhiều luôn. Các anh chị có thể nhắn tin là cho mọi người nha. Ok, rồi để cho mọi người cùng thấy. Thì các anh chị thấy như thế này nè. Với 600.000 mình ăn nó cũng hết các anh chị. Mình uống cà phê, mình nhậu một bữa nó hết. Thì sẵn sàng các anh chị chi ra, các anh chị không tiếc một đồng nào. Nhưng khi mà nói các anh chị đi học á, các anh chị lại bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu đắn đo có 600.000 thôi đi học thôi. Mà trong khi 600.000 đi học xong, Hằng khẳng định với các anh chị sẽ kiếm lại được 6 triệu, thậm chí là 60 triệu nếu như các anh chị bán hàng giỏi. Hằng lại share các anh chị không lẽ như thế này. Hằng share các anh chị ha. Đây là đừng có tiếc các anh chị, đừng có tiếc gì chứ đầu tư đi học để mà kiếm được thu nhập là đừng có tiếc ha. Đây ví dụ như Hằng share các anh chị ở trên cái màn hình này. Các anh chị có thể nhìn thấy ở trên đây. Chỉ trong ngày hôm nay các anh chị ha, nếu các anh chị không để lại họ tên và 4 số đuôi số điện thoại đằng sau và cái đối tác hoặc là cộng tác viên ấy, thì các anh chị sẽ mất đi cái quyền lợi và cơ hội trong ngày hôm nay. Các anh chị chỉ được trong ngày hôm nay thôi. Và nếu là đối tác thì ký quỹ 1,5 triệu trong tháng này thôi các anh chị. Còn bắt đầu những tháng sau các anh chị không được nữa nha. Cho nên nếu mình cố gắng mình đăng ký sớm. Đây, Hằng ví dụ các anh chị ha, không lẽ, Hằng nói không lẽ ha. Không lẽ mà các anh chị không bán nổi. Các anh chị không bán nổi những cái lon sữa này hả? Đúng không? Mình học xong mình không bán nổi cái lon sữa các anh chị đây, hoặc là không bán được một cái đây, ví dụ như Hằng nói là một lon sữa đi ha, bán một lon sữa này mình có thể có lợi nhuận khoảng tầm đây, chiết khấu đối tác là 158, chiết khấu cộng tác viên là 100.000. Cả năm các anh chị học xong, các anh chị học mấy chục buổi học của Robby hướng dẫn, các anh chị không kiếm được mấy lon sữa hả các anh chị? Không lẽ không bán được mấy lon sữa? Thằng khẳng định luôn, kiểu gì thì kiểu các anh chị cũng sẽ lấy lại vốn đi học, nhưng mà không ai lấy lại vốn đi học cả, tại vì 600.000 nó cũng ăn nhậu nó cũng hết các anh chị. Nhưng mà cái quan trọng là gì? Là có ứng dụng kinh doanh, có cái để mình đi kinh doanh, có cái để mình là có thêm cái cơ hội để kiếm tiền tả sữa cho con, kiếm tiền thu nhập chi tiêu cho gia đình của mình vào thời gian rảnh rỗi thôi, cũng chẳng cần các anh chị áp doanh số, không áp thời gian, nói chung thích làm thế nào làm thôi. Đấy, các anh chị nhung không? Không nhập hàng luôn, mà không lẽ cả cuộc đời mình không bán được nổi lon sữa các anh chị? Đúng không các anh chị? Trời ơi, quá trời sản phẩm ấy nè, thích bán gì bán các anh chị, đúng không? Các anh chị mình cứ đăng ký nha, mình cứ đăng ký ở trên phần khung chat giúp cho Hằng, mình đăng ký tại vì chỉ trong ngày hôm nay các anh chị mới có cái suất đó thôi. Còn các anh chị không đăng ký thì các anh chị sẽ mất đi cái suất này và mình sẽ không được đăng ký với cái mức ưu đãi này nữa. Hằng nói là chỉ trong ngày hôm nay thôi, nên ngay bây giờ các anh chị đăng ký xong thì ngay lập tức nhờ cái người mà đã gửi cái link Zoom này cho các anh chị ha, người giới thiệu các anh chị ấy, thì họ sẽ gửi cho các anh chị cái link giới thiệu. Cái link giới thiệu để cái link đó các anh chị gì ạ? Các anh chị đăng nhập vào, đăng ký một cái tài khoản. Và ngay lập tức ngày mai kế toán sẽ kích hoạt cho các anh chị luôn. Và các anh chị sẽ được đi học vào ngày mai luôn. Hôm nay thứ hai, tối ngày mai là buổi học đầu tiên. Anh chị nào mà đăng ký xong tối ngày mai đi học, tối thứ ba, thứ năm, thứ bảy.
học xong là vừa học xong là mình có cái app bán hàng ra đơn luôn các anh chị, ra đơn luôn nhé. Đây đơn hàng đây các anh chị, đây ha, các anh chị thấy không, rất nhiều đơn hàng. Ở đây không phải là các anh chị vào học mà rất là nhiều những cái khóa học trên thị trường, các anh chị bỏ ra tới 6 triệu 10 triệu nhưng mà học xong về cũng lý thuyết, cũng phải tự đi kiếm sản phẩm, cũng phải tự đi kiếm này kiếm kia đúng không? Nên ở đây nó không phải là bán khóa học các anh chị, mà Shopee hỗ trợ thêm cho các anh chị. Và đây là một cái kênh để giúp cho các anh chị kiếm được cái thu nhập mà Hằng nói không có bất kỳ một cái rủi ro nào luôn các anh chị. Ví dụ như bán mà khách bom hàng đúng không? Hoàn lại công ty lo luôn. Các anh chị không phải thanh toán cái đơn hàng. Thực sự là như thế đúng không các anh chị? Rất là nhiều anh chị đăng ký dịch phần công chat rồi. Các anh chị nhanh chóng nha, tại vì 5 phút nữa Hằng sẽ kết thúc cái dòng này ở đây và các anh chị liên hệ với cái người hướng dẫn giới thiệu của mình để mà dạ là đăng ký một cái tài khoản ngay lập tức nha. Nếu như tối nay các anh chị không đăng ký thì sáng ngày mai các anh chị sẽ mất cái suất đó luôn và mình không được mở tài khoản nữa. Nên là mình nhanh chóng đăng ký trong ngay tối hôm nay các anh chị ha. Mình còn 5 phút để các anh chị comment lên phần công chat. Hằng thấy có rất nhiều anh chị đã comment lên rồi, nhưng mà nếu như mà các anh chị mình không nhanh chóng thì mình sẽ mất đi cái cơ hội ha. Không chấm mất đi cơ hội. Rồi, Hằng chia sẻ với các anh chị một tí xíu nữa luôn. Đó là nếu như mà các anh chị mình kinh doanh với lại Shopee đúng không ạ? Mình kinh doanh với Shopee thì ngoài cái sự hỗ trợ về cái khóa học này, hỗ trợ về cái kinh doanh cho các anh chị về cái nền tảng, về app, về ứng dụng này kia đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có một cái gọi là hỗ trợ về thưởng nữa các anh chị nha. Đây, cái thưởng này share các anh chị xem để các anh chị thèm chơi các anh chị ha. Hằng rất là may mắn khi mà ngày mai thì Hằng sẽ được công ty là thưởng cho là đối tác bán hàng xuất sắc nhất của năm các anh chị. Đây, có doanh số cao nhất năm. Hằng là một trong top những cái doanh số cao nhất năm các anh chị. Đây, đây là vừa rồi thì Shopee ở Hà Nội thì có trao thưởng cho một số anh chị là đối tác kinh doanh xuất sắc nhất năm 2022. Thì các anh chị thấy không? Rất là nhiều. Đây là anh giám đốc điều hành của Shopee mình là anh Trần Thiên Ấn. Đây. Đây, các anh chị nhìn thấy con số không ạ? Các anh chị này được thưởng 165 triệu cho một năm, tức là nguyên cả một, mình có được tính là doanh số theo tháng, doanh số theo quý và doanh số theo năm các anh chị. Mình sẽ được thưởng theo tháng, theo quý và theo năm. Nếu như các anh chị bán hàng tốt, các anh chị đạt được doanh số tốt cuối năm, công ty thưởng cho các anh chị 165 triệu nữa ha. Đây là những anh chị nhận thưởng rồi đây ạ. Rồi nếu như mà các anh chị mà kinh doanh tốt nữa thì các anh chị mình sẽ đạt được những cái doanh số nó thưởng nó cao hơn. Trên này không có thưởng của một số anh chị là thưởng với 200 gần 300 triệu đó. Ví dụ như ngày mai thì Hằng sẽ được thưởng khoảng tầm 300 triệu các anh chị. Và cuối năm nha, tới một năm. Ngoài ra thì các anh chị cuối năm các anh chị sẽ được thưởng du lịch nữa. Đây Hằng sẽ mở cho các anh chị xem cái du lịch nha. Mở cho các anh chị xem chơi. Đây là cái khoản thưởng du lịch nên là cố gắng là mình sẽ đăng ký để mình có được cái chuyến đi du lịch. Đây các anh chị. Ví dụ như năm sau. Đây là năm sau dành cho đối tác kinh doanh xuất sắc nhất của năm 2022. Thì năm 2023 các anh chị thì chúng ta sẽ được thưởng một chuyến du lịch du thuyền cùng với lại là ban lãnh đạo công ty là được đi du thuyền của năm sao của Singapore các anh chị nha, chứ không phải ở Việt Nam. Xem một chút xíu như vậy thôi đúng không ạ? Thì quay lại trở lại cái màn hình của mình thì các anh chị sẽ thấy là gì ạ? Là nếu như mà ngày hôm nay các anh chị mình cố gắng mình đăng ký, một là cộng tác viên, hai là đối tác, thì các anh chị comment lên phần công chat giúp cho Hằng là gì ạ? Là 4 số đuôi số điện thoại và họ tên của mình kèm theo cái chữ CTV hoặc là DT các anh chị ha, thì mình sẽ nhận được cái phần là gì ạ? Là ưu đãi ngày hôm nay, đó là mình sẽ đăng ký khóa học với lại một cái tài khoản kinh doanh miễn phí, một cái khóa học là 599.000. Các anh chị đăng ký 599.000, các anh chị sẽ được đăng ký khóa học 6 buổi. Đồng thời là các anh chị sẽ có một cái tài khoản kinh doanh miễn phí, được chưa? Nếu như các anh chị mình có điều kiện mình đăng ký thành đối tác luôn thì mình ghi chữ DT, thì lúc này các anh chị sẽ có thêm một cái khoản ký quỹ nữa. Và cái khoản này nó sẽ có hợp đồng đàng hoàng các anh chị ha. Mình sẽ có hợp đồng luôn chứ không phải là mình hợp đồng đối tác các anh chị nhé. Là cái khoản này Hằng sẽ giải thích cho các anh chị tại sao là mình phải ký quỹ. Thực ra những này các anh chị, ký quỹ nó giống như một cái khoản cọc nhà. Khi mà các anh chị đi thuê mặt bằng kinh doanh, các anh chị cũng phải có cọc. Chứ không có ai là để cho các anh chị thuê mà không lấy cọc cả. Tại vì khi mà không có cọc á,
thì các anh chị mình sẽ tự nhiên mình phá cái nhà của họ, hoặc là phá những cái đồ đạc trong nhà của họ, hoặc là các anh chị bỏ đi, các anh chị không thanh toán tiền nhà đúng không? Thì ở đây á, là cần phải chủ nhà cần phải có cái cọc để đảm bảo hoạt động đối tác hai bên thôi, đơn giản là như vậy thôi các anh chị, nó không có cái gì nó ngoài khác hết. Và khi mà các anh chị không kinh doanh nữa, hủy tài khoản thì sẽ được hoàn lại đúng 1,5 triệu. Thì ở đây các anh chị là mình sẽ có cái hợp đồng như này nè các anh chị ha, hợp đồng đối tác thì Hằng mở cho các anh chị xem luôn. Đây, khi các anh chị đăng ký làm đối tác chính thức có ký quỹ thì chúng ta sẽ có cái hợp đồng như thế này. Và khi mà các anh chị mình có cái hợp đồng á, thì nó sẽ có cái gì trong này các anh chị? Có cái cam kết giữa hai bên, và giữa công ty Robby và giữa đối tác chính thức. Khi mà các anh chị đăng ký mà các anh chị muốn không ngưng hợp tác, không muốn kinh doanh nữa, thì công ty sẽ hoàn lại đúng cái phần 1,5 triệu với các anh chị luôn. Nói chung là không mất gì hết ha, là nó trong vòng 7 ngày. Thì khi mà các anh chị đăng ký toàn bộ mọi thứ là nó ở trên app các anh chị ha. Tí xíu nữa các anh chị tải app về, nhờ cái người hướng dẫn gửi link cho các anh chị đăng ký ngay tối hôm nay luôn. Và khi mà đăng ký xong á, thì các anh chị sẽ xem được cái này nó bị lỗi sao mà không bấm được vô hợp đồng ở đây. Đây các anh chị, đây. Đây ha, hợp đồng giữa công ty của mình. Tí xíu nữa các anh chị mà chuyển khoản á, trên app á, nó sẽ ghi là công ty Dandelion, là công ty trên giấy tờ của Robby. Robby là tên sàn ha, công ty Dandelion của mình. Đó là, đấy, đó có Trần Thiên Ấn là đại diện các anh chị. Và bên B là mình các anh chị ha, là ví dụ như Hằng đây. Đây, đây. Thì cái hợp đồng này ghi rõ rất là rõ là Phạm Thu Hằng nè, với lại là anh Trần Thiên Ấn, là công ty của Robby mình, sẽ ký kết hợp đồng để mà làm đối tác chính thức. Và các anh chị chính thức có cái khoản ký quỹ đó để mà mình gọi là, ví dụ như Hằng nói các anh chị nha, ví dụ như các anh chị là kinh doanh mà các anh chị mình chơi phá Robby đi, các anh chị lên 100 cái đơn hàng, các anh chị hủy đơn, các anh chị không thèm giao cho khách, mà các anh chị chơi Robby đúng không, thì cái tiền hàng đi hàng về hàng tới hàng lui như vậy thì ai là người chịu trách nhiệm, có phải là Robby không ạ? Vậy thì nếu như vậy á, nó sẽ là một cái bất lợi cho các anh chị khi bất lợi cho Robby khi mà hợp tác với lại các anh chị, nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Hàng hóa các thứ là chi phí vận hành app rồi web, rất nhiều anh chị hỏi tại sao là mình không có đăng ký, không có đăng ký miễn phí đúng không? Thì đây là cái câu trả lời của Hằng dành cho các anh chị như này nè. Hằng trả lời các anh chị luôn ha. Giả sử bây giờ như Hằng là khách hàng đúng không? Hằng là khách hàng, Hằng sẽ nói với lại anh Trung rằng là anh ơi, anh là đại lý của Robby hả? Anh là đối tác kinh doanh, anh là cộng tác viên của Robby hả? Thì cho em hỏi là anh kinh doanh Robby á, thì anh có phải nhập hàng không? Anh có phải đăng ký một cái gì không? Hay là anh có phải có một cái điều kiện gì không? Rồi anh có áp doanh thu số hàng tháng không? Anh không. Anh không có phải đăng ký cái gì hết. Anh chỉ có đăng ký tài khoản miễn phí hoàn toàn 100%. Ủa, vậy thì tại sao em lại là khách hàng? Em mua hàng thì em lại không được giảm giá 30%. Còn trong khi anh thì anh lại ăn lợi nhuận 30% trên khách hàng. Các anh chị hiểu ý của Hằng không ạ? Tức là nó phải có cái sự khác biệt giữa cộng tác viên, đối tác, đại lý và gì? Và khách hàng. Nếu không á, thì khách hàng người ta sẽ mở hết tài khoản để họ mua hàng giảm giá. Tại sao họ phải để cho các anh chị ăn lợi nhuận của họ tới 30-40% làm gì? Các anh chị hiểu ý của Hằng không ạ? Nó chỉ là một cái sự khác biệt nho nhỏ để khách hàng người ta không có kiện Robby rằng là tại sao tôi là khách hàng. À, và anh Trung cũng là vậy. Anh Trung cũng là giống tôi. Anh Trung cũng không có đăng ký bất kỳ một cái điều kiện gì hết. Nhưng mà tại sao anh Trung không nhập hàng, anh Trung không đăng ký điều kiện, không có phí, không có ký quỹ, không có làm gì hết, không có áp doanh số luôn. Mà tại sao anh Trung á, thì anh được lợi nhuận giảm giá chiết khấu tới 30-40%. Rồi anh còn bán cho tôi anh lời 30%. Vậy thì thôi cho Hằng mở luôn, Hằng là khách hàng, Hằng sẽ mở luôn một cái tài khoản cộng tác viên. Thì lúc này các anh chị không còn lợi nhuận nữa. Các anh chị hiểu ý Hằng không ạ? Các anh chị bán hàng cho khách mà các anh chị lợi 30%. Mà bây giờ khách họ đòi là ơ thôi mở cho tôi một cái tài khoản để tôi mua hàng, tôi tự mua tôi xài chứ mất gì mà tôi phải mua qua anh làm gì cho tôi mất cái đi cái chiết khấu 30%. Các anh chị hiểu ý Hằng không? Cho nên là đây là một cái hoàn toàn hợp lý, nó không có một cái bất kỳ một cái vấn đề ở đây hết các anh chị ha. Học cái gì, mình đi học trên thầy nhà trường thầy cô mình có bỏ tiền các anh chị, muốn lấy kiến thức của người ta, muốn lấy những cái kinh nghiệm của người ta mà các anh chị không có muốn bỏ tiền ra. Nhiều anh chị rất là ngộ ha. 600.000 bỏ cho bạn nhậu thì được, 600.000 bỏ cho gì ạ, là đi ăn chơi thì nhanh lắm, đi đám cưới đám giỗ nhanh lắm đúng không ạ? Nhưng mà 600.000 để mà mình đăng ký, mình đi học và mình có một cái tài khoản, mình có thêm một cái cơ hội, mình kiếm thêm thu nhập vài 3 triệu một tháng giúp đỡ cho cái cuộc sống của mình, thì các anh chị lại đắn đo lại suy nghĩ ha, rồi lại nói này nói kia các anh chị. Hàng cũng nhiều khi cũng không hiểu là lý do tại sao luôn các anh chị nha. Nên là thành ra là gì, đi học mình phải có học phí cho diễn giả đúng không? Hằng ngồi nó 3 tiếng đồng hồ, Hằng đưa hết tất cả những cái kiến thức của Hằng cho các anh chị, mà bây giờ các anh chị lại không gọi là không mời Hằng được một ly cà phê nào. Các anh chị đồng ý là mời Hằng ly cà phê được không ạ? Mời ly cà phê, mời bữa ăn sáng có 50.000 100.000 thôi các anh chị, 6 buổi học 600.000 nó quá là xứng đáng cho diễn giả người ta đào tạo các anh chị hết công hết sức
đồng ý không ạ? À? Đồng ý đúng không nha bà, anh Minh Nguyễn, anh chị Minh Nguyễn, ok anh Đạt ha. Đấy, thì nên là mình đăng ký rất bình thường. Very easy các anh chị, giống như mình mua mấy cuốn sách thôi. Mình nghĩ nó đơn giản thôi, nhưng mà cái quan trọng sau đó mình có một cái cơ hội để mình có cái app mình kinh doanh. Ok ha. Rồi, Hằng xin phép là Hằng sẽ kết thúc cái Zoom ở đây. Nên các anh chị nào mình chưa đăng ký thì mình sẽ còn 1 phút 30 giây cho các anh chị nhanh chóng lập tức là đăng ký chỉ trong ngày hôm nay. Còn sau ngày hôm nay các anh chị sẽ không được là cái ưu đãi này nữa các anh chị nha. Không được cái ưu đãi này nữa. Cho nên các anh chị đăng ký nhanh chóng lập tức ngay trong ngày hôm nay. Họ tên, tên cũng được các anh chị và 4 số đuôi số điện thoại cũng như là cái CTV là cộng tác viên hoặc là đối tác chính thức. Thì các anh chị sẽ comment lên phần công tác giúp cho Hằng nha. Ok ha. Rồi, chỉ trong ngày hôm nay thôi các anh chị nha. Ngày mai các anh chị sẽ không được nhận cái ưu đãi này nữa đâu. Ok ha. Rồi, các anh chị nào có câu hỏi nào không ạ? Nếu không có câu hỏi nào thì mình sẽ xin phép là kết thúc cái Zoom ở đây. Anh chị nào mình chưa đăng ký thì mình sẽ mất lỡ đi cái cơ hội để mình có thể có được thêm cái khoản thu nhập cho mình. 600.000 mà cũng tiếc các anh chị. Trong khi 600.000 là mình có thể là ăn nhậu nó cũng hết. Nhiều anh chị ngộ lắm luôn á. Không hiểu nổi. mấy giờ học đúng không ạ? Thì mình sẽ học vào tối thứ ba, thứ năm, thứ bảy các anh chị. Các anh chị sẽ được vô một cái group là Ruby Kung Fu Kinh doanh Online ha. Ruby Kung Fu Kinh doanh Online thì các anh chị sẽ vào đây, các anh chị lấy lịch học các anh chị nè. Nhưng mà khi mà các anh chị đăng ký á, thì trên app nó sẽ hiển thị ra là các anh chị sẽ được học ở trên đó luôn ha. Đây các anh chị, Ruby Kung Fu Kinh doanh Online đây, thì mình sẽ có cái lịch học ở trên đây luôn ha. Cái này thì các anh chị sẽ cần phải có cái mã khóa học mà người giới thiệu các anh chị khi các anh chị đăng ký trên app á, là nó sẽ có cái mã khóa học để mình được tham gia vào cái lớp học này, cái group này. Ngoài ra thì mình sẽ có cái lớp này nữa cho các anh chị xem luôn. Một cái này rất là hay. Đó là Ruby đây, mình cho các anh chị xem cái thêm cái này là affiliate các anh chị ha. Đây. Nãy quên mất cái chỗ này. Khi mà các anh chị đăng ký kinh doanh một cái tài khoản với Ruby thì các anh chị sẽ có thêm một cái này nữa các anh chị ha. Mình được sử dụng tạo cái link affiliate để mình kinh doanh và mình để cái user của mình đăng ký tài khoản lên đây. Rồi mình sẽ ví dụ số điện thoại trên đây ha, chọn sản phẩm. Ví dụ như các anh chị muốn bán đồ chiên không dầu đi, mình tạo link copy rồi, mình sẽ gửi cái link này cho khách hàng của mình. Ok không ạ? Đây. Trên này khi mà mình đăng ký cái link trên này á thì nó sẽ hiển thị ra những cái này để cho các anh chị xem qua và khách hàng của các anh chị cũng xem qua luôn. Ok không ạ? Đó, ví dụ như bán đồ chiên không dầu, bán như này rất là ok đúng không ạ? Thì trên này cái link này các anh chị được quyền gửi cho khách hàng của mình. Và khi mà khách hàng của mình họ xem xong cái thông tin về sản phẩm xong đúng không? Đấy, feedback khách hàng các thứ xong thì họ sẽ gì? Họ bấm lại cái họ tên và số điện thoại và địa chỉ để mà nhận tư vấn ngay. Thì lúc này á, là cái thông tin này nó sẽ nhảy về tài khoản của Hằng hoặc là của các anh chị. Khi mà các anh chị đăng ký nó sẽ có một cái link, nó sẽ nhảy về cái tài khoản đó, nó được gọi là affiliate các anh chị ha. Thì tên của mình này, số điện thoại của mình, rồi sau đó nhập cái link tạo link. Có rất là nhiều sản phẩm các anh chị có thể lựa chọn trên đây. Có rất là nhiều sản phẩm, ví dụ như là thực phẩm về mỹ phẩm hay là cái kia cũng có trên đây hết. Các anh chị cứ lên này các anh chị xem. Ok em ạ? Đấy, sữa non này, tạo link này, copy này. Đấy, rồi tạo lên đây. Rồi gửi cho khách hàng. Khách hàng người ta sẽ vào đây người ta xem thông tin sản phẩm. Ví dụ như khách hàng người ta quan tâm sữa thì các anh chị gửi sữa cho họ xem. Đây là cái link mà các anh chị có thể tiếp cận đến rất là nhiều những khách hàng lạ các anh chị ha. Ok. Rồi, bán hàng hả? Demo bán hàng hả? Nếu mà mình không muốn bán nữa thì mình ngưng bán thôi, mình hủy tài khoản không sao hết các anh chị. Mình thích thì mình bán, mình không thích thì thôi, nó không ảnh hưởng gì cả ha. Khi mình làm đại lý mình ngưng hợp tác thì mình được quyền trả lại 1,5 triệu cái quỹ. Còn nếu mình làm cộng tác viên thì mình cũng ngưng hợp tác thì thôi, hủy tài khoản thôi các anh chị. Ví dụ như các anh chị là muốn demo bán hàng đúng không? Thì thực ra là như thế này. Nó sẽ có những cái lớp học cho các anh chị và sẽ hướng dẫn các anh chị cách kinh doanh như thế nào nó hiệu quả. Ví dụ ở đây thì nó sẽ có cái copy thực chiến marketing cộng đồng các anh chị ha. Ở đây nó sẽ có cái copy thực chiến marketing cộng đồng đây. Ví dụ như các anh chị sẽ vào đây thì các anh chị sẽ được học những cái lớp như thế này, hướng dẫn làm video nè, đấy, rồi hướng dẫn là content đăng bài như thế nào. Đó, nó sẽ có đầy đủ hết trên kênh này luôn các anh chị ha. Đấy. Ha, đây là cô giáo này dạy chúng ta về livestream làm video nè. Đấy, cái gì không? Nhớ bài chưa? Đấy. Tạo video nè, lưu ý khi livestream, rất là nhiều những cái thông tin mà các anh chị có thể là kinh doanh một cách rất là hiệu quả. Ok ha. Rồi, mình đăng ký xong rồi các anh chị ha. Hình ảnh Facebook, video mình đăng hướng cá nhân, mình sẽ bán rất là nhiều kênh.
có thể là video trên Facebook hoặc là livestream trên Facebook hoặc là fanpage, tạo fanpage riêng. Ngoài ra mình còn có một cái sổ bán hàng nữa các anh chị, một cái sổ bán hàng đây cho các anh chị xem cái sổ bán hàng nữa, tức là mình sẽ được tạo một cái sổ bán hàng riêng. Ở đây thì có thằng ví dụ một chị là TT Nguyễn ha, TT thì có một cái sổ bán hàng riêng các anh chị. Đây hàng mở cho các anh chị xem sổ bán hàng của TT ha. Đây các anh chị thấy không ạ, đây là mình có sổ bán hàng. Đâu rồi, từ các anh chị đợi chút xíu các anh chị. Đây, cái sổ bán hàng đây các anh chị, đây ha, đây là để tên của mình và tên shop của mình đó, là trên này nó sẽ có hết tất cả những cái này. Lúc nãy hàng quên demo cho các anh chị xem, đây các anh chị thấy không ạ, là nó sẽ có tất cả những cái sản phẩm trên đây để mình có thể gửi cái đường link này cho khách hàng. Thì mỗi anh chị vào đây là mình sẽ được đăng ký để mà tạo thành một cái sổ bán hàng riêng cho mình như thế này, website bán hàng riêng, và mình sẽ gửi cái link này cho khách hàng của mình. Đây đầy đủ những cái sản phẩm mình muốn kinh doanh cái gì thì mình up lên, mình tải lên các anh chị ha, landing này kiểu này, ok ha. Rồi mình bán trên Facebook cá nhân cũng được, bán trên website cũng được, bán trên tất cả các sàn thương mại điện tử khác cũng được các anh chị, nói chung là kênh nào cũng được, thích TikTok chạy quảng cáo hay là bán trên Shopee là Tiki cũng được luôn các anh chị, nói chung là bán kênh nào cũng được, miễn là các anh chị có sản phẩm để các anh chị kinh doanh là ok, Shopee sẽ giao hàng đến tận tay khách hàng các anh chị, ok ha. Rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã lắng nghe phần chia sẻ của Hằng hết ngày hôm nay. Thì Hằng xin phép là Hằng sẽ tắt cái phòng Zoom ngày hôm nay và còn cho các anh chị mình đăng ký phút cuối để mình nhận được cái ưu đãi các anh chị nha. Rồi, ok, bye bye cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe phần chia sẻ của Hằng ngày hôm nay nha.